chương 1760, không cho dung hợp hai giới, tiên vực. Lăng Hàn sửng suốt bản năng hỏi. Hổ nữ, nữ nhân nghiêm túc nói. Thiếu cung chủ phong cho tên là Thiên Vân. Nữ nhân biểu tình cung kính, như thể một đại nhân vật đang đứng trước mặt nàng. Biểu tình của Lăng Hàn quái dị, hắn hơi tin nữ nhân này do hổ nữ phái đến, lý do là vì. Xấu, hũ giấm kia sao có thể phái mỹ nữ đến gặp hắn. Lăng Hàn đã hơi tin tưởng thân phận của người này nhưng không dám sơ sẩy không thể không cảnh giác với người, cẩn thận là trên hết. Hễ Hế đối phương lộ ra một chút địch ý là lang hàn sẽ mang theo nữ hoàng, vũ hoàng vào hắc thắp ngay. Lang hàn hỏi, hổ nữ kêu nàng đến có chuyện gì, nữ nhân nghiêm túc nói, người phải ngừng lại hành vi vừa rồi. Xung hợp hai giới, lang hàn kinh ngạc hỏi, tại sao, nữ nhân trả lời, mắt lộ tia chán ghét, cụ thể tại sao thì ta không biết nhưng thiếu cung chủ giận đi giận lại như vậy thiếu cung chủ nói nếu dung hợp hai giới sẽ dẫn ra nhiều cường giả côn bằng cung không thể giữ gìn được ngươi nghe giọng điệu của thiếu cung chủ thì mặc kệ nam nhân này gây họa lớn gì côn bằng cung sẽ bất chấp trả giá đắt bảo vệ hắn thiếu cung chủ tôn quý biết bao vậy mà vì một nam nhân thối nhỏ bé mạo hiểm lớn như vậy nên nữ nhân ghét lây lăng hàn lăng hàn không quan tâm cảm xúc của nữ nhân hắn hơi nhướng mày dung hợp hai giới sẽ kinh động đại nhân vật trong tiên vực theo tư liệu Lăng Hàn đã đọc lý do cổ giới một tách thành hai một là bỗng dưng thành hai phần rồi ảnh hưởng tiên vực, khiến sao động lớn. Hoặc hai là tiên vực xảy ra sao động lớn lan đến cổ giới, khiến cổ giới bị chia hai. Hiện tại đại nhân vật trong tiên vực muốn nhúng tay ngăn cản cổ giới dung hợp. Hương, Lăng Hàn trầm ngâm, nếu là tiên vực thì chỉ cần đến sáng thế cảnh là có thể làm hạch tâm dung hợp hai giới. Với nội tình của tiên vực có thể một lúc cung cấp ra mấy ức người, dung hợp hai giới là chuyện rất đơn giản nếu nói cường giả từ lão tổ trảm trần trở lên vào cổ giới quá lâu sẽ bị phản thệ do đó không còn có thọ nguyên vô hạn nhưng sáng thế cảnh thì không sao hơn nữa dung hợp hai giới sẽ được thiên địa khen ngợi thu được lợi lớn vậy tại sao không có thế lực tiên vực nào bắt tay làm lý do thì như nữ nhân kia nói đại nhân vật tiên vực không đồng ý côn bằng cung là thế lực đẳng cấp tiên vương hổ nữ cố ý phái người đến báo cho lăng hàn biết đã nói lên điều gì đại nhân vật này đẳng cấp đến tiên vương côn bằng cung không chấn được. Sao động lớn trong tiên vực năm xưa liên quan đến đại chiến đẳng cấp tiên vương, giờ tiên vương không đồng ý cổ giới dung hợp. Không lẽ thật sự là năm xưa tiên vực ra tay tách cổ giới thành hai? Có đại chiến tiên vương là do một số tiên vương không đồng ý cách làm này, kết quả bùng nổ sung đột lý niệm quy mô lớn, dẫn đến sao động lớn trong tiên vực. Sau cùng các tiên vương phản đối bị thua, tiên vực vẫn bị tách thành hai. Tuy đây chỉ là suy đoán của Lăng Hàn nhưng hắn cảm thấy gần như đúng sự thật. Tuy nhiên tại sao cổ giới quan trọng như vậy? Rõ ràng nó không thể thành tựu chạm trần cảnh, cùng lắm đến đại thánh mở ra cánh cửa tiên vực. Lăng Hàn cảm giác mình chạm đến sự thật, nhưng càng nhiều bí ẩn bùa răng làm hắn không thể truy tìm trọn vẹn. Nữ nhân tiếp tục bảo, thiếu công chủ sai ta luôn âm thầm bảo vệ ngươi, đây là lần đầu tiên ta ra mặt ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi dung hợp hai giới đã khiến tiên vực chú ý, lần sau ta chưa chắc có thể chạy tới kịp lúc tuy nữ nhân này ghét hắn nhưng ai kêu đây là mệnh lệnh của thiếu cung chủ làm chi lệnh của thiếu cung chủ phải được thực hiện nữ nhân dặn dò ngươi tuyệt đối không thể dung hợp hai giới nữa không thì đó là tự tìm chết còn một điều nữ nhân chưa nói ra đó là nếu có cường giả tiên vực muốn đối phó lăng hàn thì hổ nữ sẽ dẫn dắt côn bằng cung đánh lén nhưng làm vậy tương đương với đẩy côn bằng cung sang hướng đối lập với các đại giáo tiên vực thế lực lớn như côn bằng cung rất có thể bị hủy diệt trong một đêm trước kia từng có thế lực tiên vương bị sụp đổ rồi. Hổ nữ không cho nàng nói ra chuyện này, Lăng Hàn gật đầu, hắn đoán được nếu có người trong tiên vực đối phó hắn thì chắc chắn hổ nữ sẽ ngăn lại. Trong tư liệu Lăng Hàn có được thì côn bằng cung đang có một kẻ địch lớn như hổ rình mồi, hắn không thể để hổ nữ gặp nguy hiểm được. Lăng Hàn trầm giọng nói, ta biết rồi, tuy dung hợp hai giới mang đến ích lợi lớn cho Lăng Hàn, nhưng hắn không thể để hổ nữ liều mạng vì hắn. Nữ nhân nhìn Lăng Hàn chầm chầm, sau đó hai tay giơ trước mặt xé rách không gian, chui vào trong biến mất. Đây là một cường giả cấp chạm trần trở lên, đẳng cấp cụ thể là gì thì ba người Lăng Hàn không thể phỏng đoán, quá mạnh. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Vũ Hoàng nhìn nhau, bọn họ không ngờ đằng sau dung hợp hai giới có nguy hiểm như vậy. Tiên vực không cho dung hợp hai giới, lúc trước đã thấy nghi rồi, rõ ràng quy tắc tiên vực đầy đủ, tùy tiện một sáng thế cảnh có thể làm được nhưng vì sao không ai hành động? Cứ tưởng là họ không thèm cổ giới ai ngờ là bị tiên vương nghiêm lệnh không đồng ý ai làm như vậy. Không lẽ bọn họ sợ cổ giới? Rất khó tin, dù cổ giới người người đều tu luyện đến đỉnh thánh vương thì sao? Có lẽ chỉ cần một lão tổ chảm trần là có thể giải quyết hết, chẳng qua tốn chút thời gian. Không cách nào giải thích, hoàn toàn không có đạo lý. Lăng Hàn gật đầu nói, tóm lại không thể dung hợp hai giới. Về một đồ tinh đi, chỉ mong những thánh vương chưa chạy, tính sổ với bọn họ thôi. Ba người đạp kim quang đại đạo đi hướng một đồ tinh. Lăng Hàn có thể tăng tốc vô hạn nhưng chỉ dùng trong chiến đấu, áp dụng trong việc đi đường thì rất xa xỉ, hơn nữa không thể kéo dài lâu được. Qua khoảng 10 ngày bọn họ trở lại Mộc đồ tinh, trong phút chốc một đám thánh nhân ra đón, có 10 thánh tinh xa đại thánh, có thánh vương ở lại đây. Bọn họ đã nhiều năm không nhận được tin tức về Lăng Hàn. Các thánh vương lao nhau hỏi, Lăng Đạo Hiếu, mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Lăng Hàn liếc mắt qua, thầm cười nhạt, có một số người giỏi giả bộ thật, Rõ ràng mấy năm trước là hung thủ đánh lén hắn, giờ giả bộ ngu. Ha ha, tưởng hắn cho qua dễ vậy sao? Lăng Hàn nói, không thể dung hợp hai giới. Chương 1761, trở mặt. Lăng Hàn không lộ ra việc tiên vực cảnh cáo, đỡ khỏi phải bị đám người này hỏi mãi. Chỉ còn lại một con đường, đó là sau khi ta trở thành đại thánh mở ra cánh cửa tiên vực, mang theo vài người cùng vào tiên vực. Đám thánh vương xôn xao, không thể dung hợp hai giới. Tuy bọn họ thất vọng nhưng không quá nhiều vì còn có đường lui là cùng lăng hàn vào tiên vực tóm lại trong bọn họ ít ai có lòng giả tế thế thiên hạ mang theo tộc nhân của mình vào tiên vực đã tốt lắm rồi lăng hàn liếc bọn họ nhưng ta không có nghĩa vụ giúp không các ngươi muốn vào tiên vực thì hãy mua vé vào cửa nếu ta vừa lòng sẽ mang các ngươi đi tiên vực nghe câu này nhiều thánh vương tức giận bọn họ là thân phận gì lúc trước hạ mình luận giao ngang hàng với lăng hàn đã là cho hắn mặt mũi lớn lắm rồi giờ còn muốn bọn họ mua vé vào cửa cho ngươi mặt mũi liền đạp cái mũi lên mặt phải không thái cổ thánh vương trách móc lăng hàn ngươi quá đáng có tiếng mắng quá đáng cái đầu ngươi đại hắc cầu đi bằng hai chân lắc mông quần lót sắt mài bóng loáng lóe sáng rất là trói mùa mắt đại hắc cầu không hề thấy nhục vinh váo đến gần chỉ vào các thánh vương nghe lời tiểu đệ của cầu gia nói không giao đồ tốt ra không thì đừng ai mơ vào tiên vực các ngươi là nhi tử hay tôn tử của cầu gia gọi một tiếng đã muốn cầu ra mang các ngươi vào tiên vực. Không có cửa, các thánh nổi khùng, thái cổ thánh vương nóng tính nhất liền lao vào đánh đại hắc cẩu. Cứu mạng, đại hắc cẩu co giò chạy ra sau lưng lăng hàn, vươn móng vuốt chó chỉ hướng thái cổ thánh vương. Người có gan thì đơn độc đấu 300 hiệp với tiểu đệ của cẩu gia, thiếu một hiệp thì ngươi là tôn tử của cẩu gia. Thái cổ thánh vương tức giận tóc đen bay lên, vỗ trưởng chộp đại hắc cẩu, mục tiêu rõ ràng không nhầm vào lăng hàn bùm, Lăng Hàn đấm vào bàn tay to của Thái Cổ Thánh Vương, hóa giải đòn công kích. Ánh mắt Thái Cổ Thánh Vương lạnh băng hỏi, tiểu bối, ngươi làm vậy là sao? Thái Cổ Thánh Vương vốn đã bất mãn việc mình giao lưu qua lại với một tiểu bối, giờ tiểu bối này còn làm trò, khiến gã rất tức giận. Lăng Hàn mỉm cười nói, trong 16 con chó già đánh lén ta có mặt ngươi phải không? Đại Hắc Cẩu liền trở mặt táp mông Lăng Hàn, gâu, không được ô nhục cẩu ra, nữ hoàng tát bay Đại Hắc Cẩu, làm nó choáng váng mặt mày thái cổ thánh vương biến sắc mặt cố chống chế tiểu bối người đang nói bảy cái gì lang hàn liếc mắt các thánh con người của ta thật ra rất dễ nói chuyện nghĩ tình tất cả cùng là đồng đạo cổ giới ta không ngại mang các ngươi cùng vào tiên vực nhưng các ngươi thì ha ha có một số kẻ đúng là khốn kiếp muốn cướp cơ duyên của ta ta không ngốc như thế vừa bị người bán vừa đếm tiền giúp thánh vương đã đánh lén ta phải cho ta một lời giải thì không thì đừng trách ta đại khai sát giới huyết đồ cấm địa đây rõ ràng là uy hiếp các thánh vương nhìn nhau một số người hiểu ra hèn gì lăng hàn mất tích nhiều năm vài người khác mặt nhăn nhó năm xưa không một kích oanh giết lăng hàn để lại tai họa lớn cho bây giờ không ai hé răng nhiều thánh vương năm xưa tham gia cuộc ám sát ôm lòng may mắn lúc trước bọn họ thay đổi mặt mũi lăng hàn sẽ không nhận ra bọn họ thái cổ thánh vương cười khẩy nói tiểu bối người đã không có vũ khí bí mật đồ thánh vương còn dám kiêu ngạo thái cổ thánh vương không nhịn được tấn công gã biết đã bị lăng hàn nhìn thấu hơi thở nên dứt khoát không thèm che giấu nữa đại hắc cẩu nhảy cẫng lên hàn tiểu tử làm thịt hắn đừng nể mặt bổn tọa thái cổ thánh vương chừng mắt đại hắc cẩu đầy sát khí quát chó hoang hôm nay bổn tọa phải giết ngươi lăng hàn hừ lạnh một tiếng uy phong quá thái cổ thánh vương cười khẩy nói vậy thì bổn tọa giết con chó hoang trước rồi ép ra tất cả bí mật trên người của ngươi dừng tay thành vũ thánh vương lập tức đứng ra ngăn cản Lăng hàn đúng là không có nghĩa vụ mang chúng ta vào tiên vực, đây là cánh cửa đi hướng vĩnh sinh. Ân tình như vậy nặng hơn núi cao, trả bất cứ cái giá nào cũng đáng. Một thánh vương khác lên tiếng ngăn thanh vũ thánh vương lại, không cho cơ hội giúp đỡ. Thanh vũ huynh cần gì thân thiện vậy, nào, chúng ta lâu rồi không luận bàn, chơi vài chiêu đi. Ông 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 ông, ngân hà hiện ra, thái cổ thánh vương tiến vào tư thái chiến đấu mạnh nhất, đại đạo hóa thành sông dài cuồn cuộn trên người gã, như thể gã là thiên địa. Thái cổ thánh vương vỗ trưởng cùng đánh vào Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu. Một kích kia nhìn như chủ yếu tấn công Đại Hắc Cẩu, Lăng Hàn chỉ là phụ, nhưng thật ra sức sát thương ngang nhau. Thái cổ thánh vương không ngại đánh chết Lăng Hàn rồi siêu hồn ngay, chiếm tất cả bí mật của đối phương. Lăng Hàn di chuyển nhanh, hóa thành tia chớp lao tới trước mặt Thái cổ thánh vương, trong khi toàn bộ thánh vương không chút cảnh giác hay đề phòng. Lăng Hàn đánh một đấm có cửu thiên hỏa rực cháy trên nắm tay. Phập, Thái cổ thánh vương phòng ngự như thép gì nắm tay của Lăng Hàn không đấm trúng mặt gã thì lửa đã cháy hừng hực đốt thần hồn của gã. Một thánh vương không biết tu luyện bao nhiêu năm mới có đạo quả như hôm nay, thế nhưng chết thật thảm, bị nắm đấm đánh nát đầu không chút tôn nghiêm. Lăng Hàn rút nắm tay về, lửa cháy hừng hực khiến nắm tay hắn sạch sẽ không dính chút vết máu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Một thánh vương ngay mặt đối kháng bị một đấm tuyệt sát. Đám thánh giật mình không tin được, khí lạnh dâng lên trong cơ thể. Lực lượng hơi thở của Lăng Hàn rất bình thường nhưng tại sao có thể một đấm oanh giết Thánh Vương. Đám Thánh Vương châu đầu ghé tai xì sầm, đáng sợ nhất là tốc độ của hắn nhanh vượt qua đẳng cấp Thánh Vương, tựa như thiên kiếp giáng lâm cũng siêu mau như vậy, khiến thái cổ không có chút đề phòng bị chúng một đấm. Hơn nữa đoàn lửa trên tay của hắn vô cùng đáng sợ, phá mở phòng ngự của thái cổ cho kích chí mạng. Cực nhanh cộng thêm lực công kích khủng bố như vậy, dù cảnh giới không cao thì sao? Ai đỡ nổi? đánh với hắn phải luôn giữ trạng thái hết sức phòng ngự mới ngăn nổi. Đúng vậy, trừ số ít đỉnh thánh vương ra những người khác thầm lo sợ, đối diện cực nhanh của lăng hàn ai sơ sẩy một cái sẽ bị trúng chiêu, thái cổ thánh vương là vết xe đổ, chưa phát huy thực lực đã bị oanh giết. chương 1762, hỗn chiến bùng nổ. Lăng hàn quen tay lấy đi không gian linh khí, thần khí trên người thái cổ thánh vương, tùy tay nhét vào túi. Không gian thần khí không thể bỏ vào không gian linh khí hay thần khí khác, không cất vào hắc tháp được nên lăng hàn đành bỏ vào túi hết đám thánh vương nhe răng nhìn bình thường ngươi hay làm chuyện này đúng không rất quen tay lăng hàn nhìn thánh vương khác cơ hội cuối cùng người lúc trước đã tấn công ta đều lăn ra hết cho ta một người làm việc một người chịu nếu không ta không ngại sau khi oanh giết các ngươi rồi tới tận ổ giết tiếp lại có mấy thánh vương đứng ra giọng điệu thật cuồng tuy lăng hàn nhanh kinh người đoàn lửa có sức sát thương đáng sợ nhưng hắn dù gì chỉ là tiểu thánh mợ nó là Trung Thánh. Bọn họ chợt nhận ra Lăng Hàn đã bước vào Trung Thánh vị. Không tin nổi, 10 năm trước Lăng Hàn chỉ vừa đột phá Tiểu Thánh mà bây giờ đã trở thành Trung Thánh. Tốc độ tiến bộ thế này quá đáng sợ, khiến người hoàn toàn không chấp nhận được. Dù người ăn tiên dược cũng không thể nhanh vậy được. Còn ai không, Lăng Hàn thản nhiên nói. Tổng cộng 16 tên, giờ chết một thì nên còn 15 con chó giả vô sỉ. Đại hắc cầu bất mãn sủa Lăng Hàn. Gâu, dứt lời có 10 thánh vương bước ra, Đứng chung với mấy thánh vương trước đó vừa đủ 15 người 15 thánh vương ánh mắt lạnh lùng Bọn họ cảm thấy Nguyễn Lăng Hàn không có lá bài tẩy đồ thánh vương Thì hắn tuyệt đối không đáng khiến bọn họ kiêng rè Lăng Hàn bây giờ đúng là rất mạnh Nhưng hắn chỉ dựa vào uy lực ngọn lửa và cực nhanh Sức chiến đấu chỉ có một chút, không đáng sợ Đã xé rách mặt rồi cũng tốt, chiến đi Thành vũ thánh vương đứng ra đứng sóng vai với Lăng Hàn 15 tiền bối đắc đạo nhiều năm ăn hiếp một tiền bối Các người còn mặt mũi nào một thánh vương nữa đứng ra ủng hộ Lăng Hàn, Bản Tôn cũng thấy gai mắt, tổng cộng có 9 thánh vương chọn đứng chung với Lăng Hàn, 7 thánh vương khác chọn không giúp đỡ ai. Mấy vị đạo hữu cần gì lãng phí thời gian với một tiểu bối? Thánh vương phe địch ly gián, tiểu tử này giấu bí mật lớn vô cùng, bắt lấy hắn với năng lực của chúng ta cùng lắm mấy trăm vạn năm là sẽ nắm giữ hết. Với số thọ nguyên còn lại của chúng ta sống thêm mấy ức năm không thành vấn đề. Tại sao không chiếm cơ duyên cho mình, tự vào tiên vực? Đừng nói các ngươi chưa từng nghĩ vậy, tiểu tử này được đến bí pháp năm xưa tiên vương chết, nếu không sao mạnh như vậy được. Tiên vương pháp, mấy vị đạo hữu trơ mắt nhìn tạo hóa to lớn mất ngay trước mắt sao? Thành Vũ Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, đã tu luyện đến thánh vương vị mà sao không có chút cốt khí. Nói lời vô sỉ như vậy một cách đường hoàng đến thế, các ngươi ra mặt quá dày. Hừ, nói chuyện không hợp còn dài dòng làm gì, một thánh vương nóng tính nói, giúp thăm chín người đi ra đấu với chín người kia. Còn lại liên hợp oanh giết tiểu tử đó là ổn thỏa. Đúng vậy, đám Thánh Vương đối địch gật gù, rất nhanh chọn ra 9 người, một đối một bám chặt 9 người phe Thanh Vũ Thánh Vương, còn lại 6 Thánh Vương thì nhằm vào Lăng Hàn. Khai Vân Vương cũng ở trong số đó, lão tấn công trước. Ầm, um, lực lượng thời gian chuyển động khiến người sinh ra ảo giác Khai Vân Vương đến từ tương lai hay hôm qua. Vô cùng quỷ dị, Lăng Hàn nhích người, mới nhấc một bước hắn phát hiện mình như vào vũng lầy, tốc độ giảm xuống mấy lần tuy mau hơn thánh vương một chút nhưng ưu thế không quá rõ ràng. Khai vân vương cười khẩy nói, ha ha ha, dùng chiêu này trước mặt chúng ta một lần rồi chẳng lẽ còn muốn chiêu thứ hai có hiệu quả. Khai vân vương khởi động lực lượng thời gian làm chậm thời gian quanh thân lăng hàn, khiến tốc độ của hắn cũng biến chậm. Khai vân vương đổ chút mồ hôi, thực lực của lăng hàn là thánh vương sơ kỳ, dù lão là đỉnh thánh vương nhưng cũng rất vất vả ức chế tốc độ của hắn, không thể kéo dài quá lâu. Chúng thánh vương tấn công, Giết, chín thánh đấu với chín thánh, còn lại tấn công Lăng Hàn, muốn thừa dịp tốc độ của hắn giảm chậm thì tiêu diệt. Lăng Hàn cười nhạt, ong 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 ong, sát trận chuyển động, vù 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 vù. Trong cơ thể Lăng Hàn có ánh sáng đáng sợ bắn ra, chớp mắt đánh nát dòng chảy thời gian. Thế gian vạn pháp đều tuân theo luật thép đó là khi lực lượng cường đại đến trình độ nhất định thì pháp mất ý nghĩa. Trước sát trận của Lăng Hàn thì dù là lực lượng thời gian của Khai Vân Vương cũng không thể phát huy. Khai Vân Vương chửi, chết tiệt, Thật ra sức chiến đấu của Khai Vân Vương không yếu hơn Lăng Hàn, nhưng muốn cách thật xa chói chặt hắn thì tiêu hao rất lớn. Nhưng kêu Khai Vân Vương gần thân chiến đấu với Lăng Hàn thì lão không dám mạo hiểm như vậy. Lỡ bị chém chết thì sao? Nếu tính cách Khai Vân Vương to gan thì mấy năm nay đã không có giúp trong cấm địa, cần gì thành lập cấm địa ở nơi xa xôi như vậy? Lăng Hàn thoát khốn liền vận chuyển đại thần thông bất động minh vương kim thân biến ra bốn cánh tay cùng vận dụng tiên thuật đánh hướng Khai Vân Vương. Người đầu tiên Lăng Hàn muốn giết là Khai Vân Vương một vì đây là hoàn thành ước hẹn với thiên hà vương hai vì người này đem đến uy hiếp rất lớn cho hắn thời gian là một trong mấy loại quy tắc mạnh nhất trên đời có thể khắc chế cực nhanh của lăng hàn năm thánh vương khác không hiền gì cùng thi triển tuyệt kỹ đánh hướng lăng hàn đừng mơ lăng hàn hú dài lao vào không trung chủ động chuyển rời chiến trường nếu thoải mái đánh một trận ở đây thì mộc đồ tinh sẽ bị đánh nát sáu thánh vương lao nhanh đuổi theo giết từng đợt công kích đánh ra dẫn động đại đạo ánh sáng quy tắc bay múa. Thánh vương là tồn tại mạnh nhất thần giới, mỗi kích có thể dẫn động thiên địa cộng minh. Lăng Hàn không e dè gì nữa, lao qua đánh với sáu thánh vương. Các loại tiên thuật thi triển từ trong tay Lăng Hàn, làm đám thánh giật mình. Một người sao có thể cùng lúc thi triển nhiều tiên thuật như vậy? Đáng sợ nhất là hai thanh kiếm kia, vận chuyển lôi đình kiếm pháp dung hợp quá nhiều tiên thuật, có thể chém không trời. Sức chiến đấu của Lăng Hàn mới cỡ Thánh Vương Sơ Kỳ, nhờ sát trận phát huy mới ngang ngửa đỉnh Thánh Vương, đây không phải lực lượng thuộc về hắn khó tránh khỏi gò bó cản trở. Đặc biệt chiến đấu đẳng cấp này làm Lăng Hàn phát hiện điểm yếu, sát trận dù sao chỉ là sát trận, khác rất lớn với sức chiến đấu của bản thân. Trong phút chốc chiến đấu rơi vào trạng thái rằng co, chương 1763, truy kích khai Vân Vương. Tất cả Thánh Vương giật mình ra đầu tê dại, đây là sức chiến đấu thật sự của Lăng Hàn, không giống như sử dụng át chủ bài bị hạn chế về thời gian, có thể đánh nhau không ngừng nghỉ muốn làm một vị thánh vương đánh đến kiệt sức thì phải kịch liệt đến mức nào dư sức đánh mấy trăm năm trong thời gian đó dù lăng hàn không đánh lại chẳng lẽ hắn không tìm được cơ hội chạy trốn sao tiêu rồi thánh nhân trẻ tuổi này nổi lên đã không thể ngăn cản nữa hiện tại hắn mạnh như vậy thêm vài năm nữa nguyên cổ giới sẽ lấy hắn làm vua đám thánh vương mặt lạnh lùng quát giết đây là cơ hội cuối cùng nếu không thể oanh giết lăng hàn thì sau này không còn cơ hội nữa huyết chiến sôi sục trong trời sao một bên lăng hàn muốn giải quyết đám thánh vương có mang ác ý với mình một bên là đám thánh vương cũng muốn khử hắn nhổ bỏ tai họa ngầm còn được thu hoạch lớn hai bên không ai nhường ai các loại tiên pháp vận chuyển chiếu sáng trời sao dù cách mấy tinh vực cũng thấy ánh sáng rực rỡ từng đợt dao động khiến tim người đập nhanh dao động ánh sáng lan tràn trong vũ trụ sao mấy vạn năm mới hao hết lực lượng lăng hàn đẫm máu đầy vết thương đối diện hắn là sáu thánh vương tuy chỉ có hai thánh vương đến đỉnh nhưng sáu thánh vương bắt tay nhau vẫn tạo ra nguy hiểm rất lớn cho Lăng Hàn, chúng một chiêu đủ làm hắn hộc máu. Khí lực gần đệ nhị thập giai thần thiết đều không đem lại hiệu quả phòng ngừa tốt. Sáu thánh vương cũng không khá hơn gì, có hai thánh vương sơ kỳ bị Lăng Hàn xé đứt một tay và một chân, một thánh vương trung kỳ bị hắn đấm trúng ngực, một thánh vương hậu kỳ bị lạn một kiếm đâm trúng bụng buộc phải bỏ nửa người nếu không hình thần đều diệt. Sau đánh một, có hai người là đỉnh thánh vương, bọn họ vẫn chiếm ưu thế hơn. Khi đánh nhau đến ngày thứ 10 thì vết thương của Lăng Hàn đã nặng đến mức không còn sức đánh nữa. Sáu Thánh Vương mặt lạnh lùng nói: "Giết, với năng lực như bọn họ mà mất 10 ngày mới dồn Lăng Hàn vào giường cùng, nếu để tiểu tử này tránh thoát một kiếp thì sau này không còn cơ hội gì nữa." Lăng Hàn lạnh lùng nói: "Đã để các ngươi thất vọng." Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, vết thương biến mất hết, hắn trở lại trạng thái tốt nhất. "Cái này," Sáu Thánh Vương phát điên, khó khăn lắm mới đẩy lăng hàn vào đường cùng nhưng chỉ chớp mắt đối phương lại khỏe như trâu chắc hắn dùng bí thuật cưỡng ép chữa khỏi vết thương chỉ tạm thời ức chế hoặc phải trả giá rất lớn không thì hắn đã chẳng chờ tới lúc này mới dùng đúng vậy nếu đã đẩy hắn vào tuyệt cảnh một lần thì có thể làm lần thứ hai cố lên đi sáu thánh vương mắt bắn ra tia sáng lạnh đến độ cao như bọn họ không thiếu tính dẻo và nhẫn nại bọn họ đè nén rung động lại bao vây tiếu trừ lăng hàn lấy thương đổi thương với đám người này lại kịch chiến 10 ngày, Hắn một lần nữa bị thương rất nặng. Sáu Thánh Vương cũng rất thê thảm, Lăng Hàn nhanh chóng gây rắc rối lớn cho bọn họ. Sáu Thánh Vương lạnh lùng nói, "Chết đi." Bọn họ lại dồn Lăng Hàn vào đường cùng, lần này hắn tuyệt đối không thể lật ngược bàn cờ nữa. Nhưng Lăng Hàn lại vận chuyển một giọt Bất Diệt Chân Dịch, vết thương hoàn toàn lành lặn. Có 10 ngày giảm sóc đủ để Bất Diệt Chân Dịch phát huy hết công hiệu. Vấn đề bây giờ là chỉ có 9 giọt Bất Diệt Chân Dịch, dùng hết là hết. Sáu Thánh Vương hoảng sợ, tới nữa sao có thể như vậy đại chiêu trị liệu thế này chỉ nên phát ra một lần thôi nếu không chẳng phải là thành bất tử bọn họ không dám đặt cược nữa có lẽ lăng hàn lần sau không thể tiếp tục nhưng quan trọng là bọn họ cũng bị thương nặng chưa biết chừng lăng hàn không gục mà bọn họ đã bị trừ khử rồi bọn họ khao khát bí mật trên người lăng hàn nhưng không ai muốn đổi bằng mạng sống của mình bọn họ không thích làm chuyện tốt cho người khác rút không biết là thánh vương nào quay đầu trước sau thánh vương đứng giải rác giờ cùng nhau đi Lăng Hàn lập tức theo dõi Khai Vân Vương, một đường truy sát. Dù Lăng Hàn có được cực nhanh nhưng muốn giết một Thánh Vương cũng rất tốn công sức, hắn chỉ có thể nhầm vào một người, không cần đắn đo nhiều tất nhiên là chọn Khai Vân Vương. Khai Vân Vương quá to, đáng ghét, Lăng Hàn không đuổi theo người khác mà rượt Lão, tỏ rõ cho rằng Lão dê ăn hiếp. Lão là đỉnh Thánh Vương, đối diện một đối thủ có được cực nhanh, sức phá hoại vô cùng đáng sợ, cứ cắm đầu chạy không phải là cách hay, tùy thời sẽ bị đuổi kịp cho một kích chí mạng. Khai Vân Vương xoay người lại đối mặt Lăng Hàn, chân di chuyển tiếp tục thụt lùi. Với thực lực của Khai Vân Vương đi xuôi hay ngược không có gì khác nhau, tốc độ không chậm chút nào. Lăng Hàn thi triển điện tiểm nhanh chóng lao tới gần, Khai Vân Vương vận chuyển lực lượng thời gian, hừ, ong 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 ong, dòng chảy thời gian quanh người Khai Vân Vương trở nên quỷ dị, có hôm qua, có hiện tại, có tương lai. Đại thánh vào khu vực này cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn ngay. Lăng Hàn xông vào, làn da trở nên đỏ rực lực lượng thời gian xé thân thể hắn nếu không nhờ khí lực vô cùng mạnh mẽ thì hắn đã rách thành mảnh vụn lang hàn vận dụng lực lượng lôi đình xoẹt diệt thế lôi đình dâng lên đối kháng lực lượng thời gian về mặt lý luận thì lực lượng thời gian thuộc về một trong các quy tắc mạnh nhất nhưng trừ bản thân quy tắc ra còn phải xem mức độ nắm giữ quy tắc sâu cạn không lẽ một tiên vương nắm giữ một hệ quy tắc không bằng thánh nhân biết lực lượng thời gian sao lực lượng thời gian của khai vân vương đến từ truyền thừa huyết mạch bị giới hạn độ tinh khiết huyết mạch, vừa bị giới hạn cảnh giới của bản thân. Hiện giờ cảnh giới của Khai Vân Vương đến đỉnh Thánh Vương đã là mạnh nhất thần giới nên lúc này lực lượng thời gian chủ yếu chịu huyết mạch ảnh hưởng. Lăng Hàn thì khác, diệt thế lôi đình của hắn đến từ dịch lôi kiếp, đây là tồn tại mạnh nhất trong giới này nên không hề yếu hơn lực lượng thời gian của Khai Vân Vương. Lôi đình chủ sát phạt, Lăng Hàn mạnh mẽ xâm nhập, lực lượng thời gian bị chấn tan nát nhưng cũng giảm tốc độ của hắn, không còn cực nhanh khó nắm bắt. Cực giả dạ chi ám, Lăng Hàn lại thi triển một môn tiên thuật, bóng tối vô tận khuếch tán bao bọc Khai Vân Vương lại. Khai Vân Vương cười khẩy nói, thuật mê huyễn nho nhỏ mà muốn che mắt bổn tọa. Khai Vân Vương vung bàn tay to muốn xua tan bóng tối, nhưng lập tức phát hiện bóng tối dày đặc, đuổi đi một phần sẽ có bóng tối mới bổ sung. Chương 1764, dẻo dai kinh người. Khai Vân Vương thầm la trong lòng, cửu mạch tiên kiếm, Khai Vân Vương rút ra thanh thần kiếm, một luồng tiên quang lấp lóe chém ra, bóng tối bị cắt đây là một phần tiên vương pháp khai vân vương lấy từ thiên hà vương lão không dám sử dụng trước mặt người khác trừ phi có thể diệt khẩu bởi vì lão sợ bị cấm địa khác phát hiện bí mật lớn này nhưng tại đây không có ai khác bản thân khai vân vương gặp nguy hiểm lớn nên bất chấp tất cả vận dụng nó thần kiếm chém tiên quang hiển hiện lang hàn lấy lạn mộc kiếm ra trong thánh binh đối kháng tiên ma kiếm dù gì chỉ có thập thất dai hắn không muốn làm hỏng nó ong 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 lạn mộc kiếm tước ra lôi đình kiếm pháp vận chuyển có tuế nguyệt thiên thu, có diệt thế lôi đình. Khai vân vương ước gì luyện hóa lăng hàn ngay lập tức, đối phương có mảnh nhỏ thời quang giúp lão nâng cao kiểm soát quy tắc. Vấn đề là mới rồi lực lượng của sáu thánh vương còn không thể bắt lăng hàn, lão sử dụng tiên vương pháp liền bắt được hắn sao. Tiên vương pháp đúng là lợi hại, nhưng một vì khai vân vương chỉ được một phần, hai là bị giới hạn trong cảnh giới, có thể phát huy ra uy lực hữu hạn. Hai người đại chiến, lăng hàn chỉ cần đối mặt một thánh vương thì có thể phát huy thoải mái. Lăng Hàn hú dài dốc hết sức chiến đấu ra, công kích như sóng giữ đổ ập ra ngoài. Khai Vân Vương không hề yếu thế cũng đánh trả Lăng Hàn. Sức chiến đấu của hai người sàn sàn như nhau nên không ai có ưu thế áp đảo, chiến đấu dây dưa kịch liệt. Thánh Vương muốn giết Thánh Vương. Khó, lúc trước sáu Thánh Vương mất 10 ngày mới dồn Lăng Hàn vào đường cùng, hiện tại một trọi một đương nhiên đánh càng dữ. Lăng Hàn lấy thương đổi thương, át chủ bài của hắn đều là nghiêng về phòng ngự. Bất diệt chân dịch có thể nháy mắt chữa lành vết thương, dục sinh trọng sinh khiến Lăng Hàn chết rồi sống lại một lần. Lăng Hàn muốn từ từ tiêu hao khai vân vương đến chết. Hết cách, không có thực lực nghiền áp thì đành làm như vậy. Đỉnh Thánh Vương là tồn tại mạnh nhất nguyên thần giới, ai không phải là kỳ tài ngút trời. Bị giết dễ dàng mới kỳ, Khai Vân Vương vừa đánh nhau vừa trốn, Lăng Hàn không ngừng truy kích, người này có lực lượng thời gian, có thể nói là tồn tại có uy hiếp lớn nhất của hắn trong thần giới, lần này phải xử lý mới được không thì khai vân vương nhát cái sẽ dọn ổ đi, lúc đó khó tìm được. Lăng Hàn không thể luôn ở trong cổ giới truy sát người này. Giết, khai vân vương giống to, ác tử, người đừng khinh người quá đáng. Trung thánh bình thường cũng dám dượt theo giết đỉnh thánh vương. Dù sức chiến đấu của Lăng Hàn đúng là sánh bằng đỉnh thánh vương nhưng hắn làm như vậy vẫn như tên hề. Đương nhiên khai vân vương quan tâm mạng sống của mình hơn, miễn chạy thoát thì lão sẽ không để Lăng Hàn tìm ra mình. Lăng Hàn không nói chuyện, không có gì để nói với Khai Vân Vương hết. Đã quyết định đồ Thánh Vương này thì cần gì lãng phí miệng lưỡi. Hắn không lo cho Nữ hoàng, Vũ hoàng, vì bọn họ đều là thánh nhân, có năng lực tự bảo vệ mình. Khai Vân Vương trốn chui trốn nhủi nhưng trước cực nhanh của Lăng Hàn làm sao chạy thoát. Vốn thánh nhân dù là tiểu thánh, đại thánh hay thánh vương nếu muốn chạy thì không ai ngăn được bọn họ. Nhưng gặp phải Lăng Hàn tu ra cực nhanh như gặp khắc tinh của thánh nhân. Khai Vân Vương không ngừng dùng lực lượng thời gian ngăn cản cái này đúng là đem lại hiệu quả, khiến Lăng Hàn không ngừng giảm tốc độ. Nhưng khoảng cách hơi xa chút là lực lượng thời gian không cách nào phát huy cực hiệu, thế là Khai Vân Vương lại bị Lăng Hàn đuổi theo, chạy sao cũng không thoát được. Trốn trốn trốn, như chó nhà có tang, Khai Vân Vương thầm hận, mục tiêu của lão là Khai Vân cấm địa, tuy nơi đó không có thánh vương nào khác giúp đỡ lão được nhưng có một thánh khí đỉnh cấp, có trận pháp lão mất mấy ức năm bày ra. Khai Vân Vương là người sợ chết, đương nhiên phải trang trí hang ổ của mình thật hoàn mỹ. Khi đó người, trận, khí một thể, lão tự tin dù là 10 đỉnh thánh vương cũng không làm gì được, lão không sợ lăng hàn. Bum 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 boom bum, một đường chạy trốn, một đường huyết chiến. Thánh vương thật sự mạnh, bị tổn hại nặng vẫn không ảnh hưởng sức chiến đấu, Khai Vân Vương vẫn cứ bá đạo, ngoan cường chạy về hang ổ. Sợ chết cũng là một động lực để mạnh hơn, trong cổ giới có thể tu luyện đến thánh vương ai không phải là kỳ tài mút chơi. Ý. Khai Vân Vương có chấp niệm mãnh liệt nhất định phải chạy về hang ổ. Nên Khai Vân Vương phát ra đấu trí mạnh mẽ, bị thương nặng thì dùng nguyên lực cưỡng ép ổn định, trốn trốn giết giết, rất nhanh qua 3 năm. Khai Vân Vương đã gãy một chân, một tay, ngực thủng cái lỗ to lùa gió, tai trái mất, thiếu nửa bên miệng. Nhưng Khai Vân Vương dùng nguyên lực ngưng tụ thành chân tay, tốc độ không giảm, sức chiến đấu không sụt. Lang Hàn thì vận chuyển bất diệt thiên kinh, người hắn không bị thương chút nào chỉ có chiến ý hừng hực, so sánh thì hai bên tranh lệch quá lớn. Lăng Hàn vẫn phải cảm khái Thánh Vương đúng là khó giết, hắn đã dồn đối phương đến tình trạng thảm vậy mà truy sát 3 năm chưa đến gần được. Có điều đã đến mức này rồi Lăng Hàn sẽ không buông bỏ. Khai Vân Vương chạy tới mức dầu hết đèn tắt, bị thương nặng như vậy mà không có thời gian chữa trị ngược lại còn phải ác chiến khiến vết thương càng lúc càng nặng. Nếu Khai Vân Vương không phải là đỉnh Thánh Vương thì không cần Lăng Hàn đánh nữa, vết thương đủ hạ gục lão. Mặt Lăng Hàn lạnh lùng, vận chuyển đại thần thông bất động minh vương kim thân các loại tiên thuật cùng đánh ra chặn Khai Vân Vương lại, hai người đại chiến. Khai Vân Vương gầm rú, nơi này cách hang ổ còn một năm đi đường, nhưng lão đã bị thương cực kỳ nặng, dù Lăng Hàn không tấn công nữa chỉ tạo áp lực là lão đã chết trên đường. Khai Vân Vương phải trị thương mới được, không thì sẽ chết dần chết mòn. Nhưng muốn trị thương phải trừ khử Lăng Hàn hoặc cắt đuôi hắn, Khai Vân Vương không làm được cái nào trong hai điều này. Đổi lại Thánh Vương khác có lẽ sẽ liều mạng với Lăng Hàn, so với chết uất ức chẳng bằng đánh nhau oanh oanh liệt liệt. Nhưng Khai Vân Vương thì khác, lão có chấp niệm không thể tưởng tượng đối với sự sống. Khai Vân Vương tiếp tục trốn, thân thể rách nát vát ra dẻo dai vô tận. Lão muốn sống, 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 hai người vẫn giữ tiết tấu cũ, Khai Vân Vương vừa chiến vừa trốn, Lăng Hàn vừa chiến vừa rượt, bất giác hơn nửa năm trôi qua. Đến mức này thì Lăng Hàn thầm phục Khai Vân Vương, dẻo dai như thế, dục vọng cầu sinh mãnh liệt như vậy quá kinh người. Chương 1765, Khai Vân Vương đền tội nhưng điều này không giao động sát ý của Lăng Hàn. Khai Vân Vương phải chết, Lăng Hàn hú dài, lạn mộc kiếm chém ra, ánh sáng chói lòa chặn đường Khai Vân Vương lại. Khai Vân Vương xoay thân thể rách nát tơi tả lao vào Lăng Hàn. Ác tử, người đừng mơ giết ta. Bùm, trùng kích làm Khai Vân Vương bị thương nặng hơn nữa, liên tục ho ra máu. Đó là tinh huyết của Thánh Vương, trong cơ thể Khai Vân Vương không có nhiều do tinh huyết nhưng bây giờ bị đánh ói ra. Khai Vân Vương không muốn đánh cứng với Lăng Hàn nhưng chẳng còn cách nào, nếu không liều mạng thì chỉ có đường chết. Về ổ, đây là chấp niệm của Khai Vân Vương, lớn hơn tất cả. Lăng Hàn truy kích, thế công vô cùng cuồng bạo, hắn truy sát một người ba năm rưỡi là điều trước giờ chưa từng có. Ai kêu Lăng Hàn bây giờ là trung thánh, chỉ có thể dùng tu vi trung thánh đổi giết một vị đỉnh thánh vương, hắn còn gì không vừa ý. Chiến chiến chiến, trốn trốn trốn, lại là nửa năm sau. Khai Vân cấm địa đã gần trong gang tấc, Khai Vân Vương không thành hình người huyết khí trên người khai vân vương thiêu đốt gần hết, lão chỉ còn một bộ xương, căn nguyên bị lão thiêu đốt sạch. Trên mặt không còn tròng mắt chỉ có hai cái hốc đen ngòm lóe tia sáng u tối tựa như ma chơi. Khai vân vương xé rách không gian, cấm địa ẩn núp trong ảnh trời sao, không phải thánh vương thì không phát hiện được. Khai vân vương mở ra, chui vào trong không gian, lang hàn lập tức chạy vào công phạt tiếp. Khai vân vương cười to bảo, ác tử, nạp mạng đi. Khai vân vương phất tay, ong 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 ong. Trong cấm địa có một luồng sáng lạnh bắn tới, Khai Vân Vương chộp vào tay, đó là thanh tam xoa kích. Trên kích dày đặc phù văn, có hơi thở tối cao chuyển động. Cùng lúc đó nguyên cấm địa vận chuyển, đó là trận pháp bị thúc đẩy. Vô tận linh khí ngưng tụ hóa thành một thanh đồng long cổ xưa to lớn. Khai Vân Vương đứng trên đầu rồng bế nghệ lăng hàn, giờ lão có thần khí trong tay, cổ trận vận chuyển bỗng tràn trề tự tin, niềm tin quay về, lão không sợ tử chiến với hắn. Trong cấm địa, mọi người kinh kêu lão tổ, xương khô này là lão tổ của bọn họ. Ui, Khai Vân Vương là đỉnh thánh vương, có huyết mạch long tộc, tộc bọn họ miễn không đến phút cuối sự sống thì có thể luôn giữ huyết khí vượng thịnh, đâu thể nào huyết khí cạn kiệt như thế này. Cái này là sao? Rõ là gặp cường địch đáng sợ biết mấy. Khai Vân Vương vùng tam xoa kích định công phạt chợt biến sắc mặt, tay run rẩy suýt làm rất thần binh. Khai Vân Vương đã là đèn cạn dầu, lão sắp chết. Vết thương của Khai Vân Vương rất nặng, vốn không thể chạy về đây nổi, nhưng ý chí cầu sinh của Khai Vân Vương quá đáng sợ, lão thiêu đốt huyết khí, thiêu đốt căn nguyên cố chống chọi đến mức này. Nhưng vết thương sẽ không biến mất, ngược lại căn nguyên đốt hết rồi lão làm sao sống. Thân thể khô quắc, thần hồn từ từ già đi như đèn leo lắt trong gió tùy thời tắt. Lão sắp chết, Khai Vân Vương hết hồn, nếu lúc này hình dạng của lão không phải như khô lâu thì chắc chắn sẽ lộ biểu tình kinh hoàng. Không, 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 Khai Vân Vương là người rất sợ chết, khao khát sự sống mãnh liệt hơn bất cứ người nào, nếu không lão đã chẳng chạy về khai vân cấm địa. Dù trong tuyệt cảnh như thế khai vân vương vẫn không chịu buông tay. Hốc mắt không có tròng mắt quét qua người trong cấm địa, khai vân vương động ý niệm, chợt hốc mắt rực cháy ngọn lửa rùng rợn. Người trong gia tộc lớn tiếng kêu gào trợ uy cho khai vân vương. Lão tổ cố lên, lão tổ uy vũ, giết tên kia đi, lão tổ bất bại, trong mắt bọn họ thì lão tổ là tượng trưng của bất bại, nơi này là khai vân cấm địa, có trận pháp, Thần khí trợ giúp nên không thể nào không thắng. Khai Vân Vương hợt hít một hơi hóa thành gió lốc, phù, gió lốc quét qua hình thành lực hút mãnh liệt, những người trong gia tộc còn đang la hét chợt cảm giác cơ thể bị xé rách đau nhức. Bọn họ giật mình phát hiện máu thịt tách ra khỏi cơ thể. Sao có thể như vậy? Gió lốc có lực hút quá mạnh, các tộc nhân không thể chống cự, máu thịt tách khỏi khung xương bị gió cuốn lên trời, hóa thành một con thanh đồng long. Một số tộc nhân chưa bước chân vào thần cảnh, linh hồn không thể tồn tại khi rời khỏi thân thể khung xương té xuống đất chết ngay. Người đã vào thần cảnh thì còn chống chọi được, lực lượng thần hồn cưỡng ép ổn định khung xương, miễn căn nguyên không bị hủy là bọn họ còn có thể tái sinh máu thịt. Nhưng rồi bọn họ lập tức tuyệt vọng, gió lốc lại nổi lên, lần này nhằm vào thần hồn của bọn họ. Vù 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 vù, không thể chống cự, thần hồn của mọi người bị rút ra, gió lốc cuốn tất cả lên cao. Mấy thánh nhân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, một đỉnh thánh vương, tay còn cầm thánh khí đỉnh cấp điều khiển trận pháp tuyệt đỉnh, trước mặt cường giả như vậy mọi sự chống cự chỉ là uổng công. Đám tộc nhân giết gào bằng thần hồn, tại sao, tại sao vậy lão tổ, bọn họ không cam lòng, tại sao lão tổ như bị điên xuống tay với bọn họ. Khai vân vương thở ơ, máu và thần hồn của người trọng gia giao hòa trên bầu trời, biến thành một con thanh đồng long khổng lồ. Mỗi tộc nhân trọng gia đều có chút huyết mạch thời quang long, nhiều tinh huyết, thần hồn đan xen vào nhau hình thành cảnh tượng đặc biệt này. Khai vân vương há mồm hút, trong phút chốc con thanh đồng long bay hướng lão, chui vào cơ thể lão. Thân thể khai vân vương như mặt đất hoang vu được tưới ướt, trở nên dồi dào. Mắt thường thấy thân thể như xương khô bắt đầu mọc thịt, nhưng chưa hoàn toàn phục hồi trạng thái bình thường, trông hơi giống người một chút. Khai vân vương hết cách rồi, tinh huyết, căn nguyên tiêu hao hầu như không còn, chỉ có tộc nhân đồng nguyên đồng căn mới cứu lão được. Nhưng cảnh giới của khai vân vương quá cao, dù giết hết người trong tộc cũng chỉ khiến lão phục hồi chút xíu, coi như thoát khỏi vòng chết chóc. Khai Vân Vương giống to, chết đi, Khai Vân Vương vùng tam xoa kích tấn công Lăng Hàn, thanh đồng long dưới bản chân lão phát ra tiếng rồng ngâm đánh ra lực lượng thời gian. Khai Vân Vương hận Lăng Hàn, tất cả đều tại tên giặc trước mặt mà ra. Nếu không tại hắn thì lão sao có thể bị buộc đến mức cắn nuốt tinh huyết, linh hồn của tộc nhân. Khai Vân Vương không hối hận chút nào, miễn lão còn sống thì trọng gia có thể gầy dựng lại, vẫn có thể tái hiện huy hoàng. Ngược lại nếu Khai Vân Vương chết thì trọng gia hoàn toàn tiêu tùng. Mặt lang hàn lạnh lùng nói, không bằng xúc sinh, người này mất trí phát cuồng đến nỗi xuống tay với tộc nhân của mình, không thể gọi là con người. chương 1766, theo dõi, tuy lang hàn đối địch với Khai Vân Vương nhưng hắn chưa từng muốn đổ Khai Vân cấm địa, cùng lắm hốt hết chỗ này, giải tán người. Khai Vân Vương vì sống không tiếc xuống tay với hậu nhân của mình, dùng máu thịt linh hồn của bọn họ để kéo dài mình sống. Hành vi của Khai Vân Vương làm lang hàn rất khinh thường. Khai Vân Vương giống to, liên tục công kích, tất cả đều tại ngươi. Hiện tại Khai Vân Vương có thánh khí đỉnh cấp, trận pháp hỗ trợ, sức chiến đấu vốn nên càng mạnh. Tiếc rằng Khai Vân Vương vốn rất yếu, mặc dù cắn nuốt tộc nhân khác khỏe đôi chút nhưng chỉ thoát khỏi bờ vực cái chết, còn lâu mới đến trạng thái cao nhất. Một mạnh một yếu, sức chiến đấu của Khai Vân Vương chỉ vẻn vẹn được một phần so với lúc trước. Lăng Hàn sợ cái gì? Lăng Hàn tung tiên pháp ra, tóc đen bay rối, ngọn lửa tí tách, đó là do hắn rất tức giận muốn làm thịt cầm thú trước mắt. Khai Vân Vương dốc hết sức chống cự nhưng thân thể của lão quá yếu ớt, sao chịu nổi đại chiến như vậy? Chỉ đánh mấy ngàn chiêu mà trạng thái của Khai Vân Vương đã sụt giảm, rơi vào cảnh tuyệt vọng. Lần này không có tộc nhân cho lão cắn nuốt, Lang Hàn lao lên, Đường Hoàng Tuyền đi vui vẻ, làm bạn với tộc nhân của ngươi đi, khi đó ngươi có mặt mũi nào gặp bọn họ? Song kiếm liên tục chém, một kiếm tước cổ Khai Vân Vương, một kiếm đâm ngực lão. Khai Vân Vương còn năng lực nào để chống cự? Phập, đầu Khai Vân Vương bay lên cao. Kiếm đâm thủng ngực xuyên ra sau lưng. Không có máu chảy ra vì đã sớm bị Khai Vân Vương chuyển thành sức chiến đấu, làm sao còn giọt máu nào. Khai Vân Vương không cam lòng, thần hồn xuất khiếu dẫy dụa lần cuối. Nhưng Lang Hàn chém thêm một kiếm, tiên ma kiếm sát khí quét qua, thần hồn Khai Vân Vương tách thành hai, một kích lấy mạng. Hai nửa thần hồn Khai Vân Vương muốn ghép lại, phát ra tiếng gào như sói hú, nhưng lão đành bất lực. Khai Vân Vương không cam lòng giống to, tại sao muốn nhằm vào bổn tọa? lúc trước thánh vương tấn công lăng hàn không chỉ có một mình lão tại sao hắn cứ phải truy sát lão hơn nữa suốt bốn năm trời đổi lại thánh vương khác đã bỏ cuộc rồi nhân quả báo ứng lăng hàn nói ta được truyền thừa của thiên hà vương đã hứa với thiên hà vương sẽ tiến ngươi lên đường cái gì thần hồn của khai vân vương giật nảy mình bỗng ngừng vùng vẫy hóa ra là vậy khai vân vương cười thảm thật là tự ăn trái đắng năm xưa lão phản bội thiên hà vương chớp mắt mấy ức năm qua đi, cuối cùng lão vẫn nhận ác báo. Thần hồn khai vân vương cười lớn, ha 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 ha, thần hồn khai vân vương nhanh chóng tan rã, rất nhanh biến thành hư ảo trở về với thiên địa. Một thánh vương đã chết, khai vân vương chết, thanh tam xoa kích liền từ trên trời rớt xuống, trận pháp mất đi chủ trì cũng ngừng vận chuyển. Lăng hàn thu về thần thông, quét mắt qua, khẽ thở dài. Bên dưới thây ngã khắp nơi, không có chút máu me nhưng cảnh tượng rất thảm. Nếu năm xưa Khai Vân Vương không phản bội Thiên Hà Vương thì lúc này lão đã vào tiên vực, không chừng thành tựu lão tổ chảm trần Nhưng còn bây giờ thì sao? Lão vẫn không thể có tiên vương pháp thật sự, không thành tiên, huyết mạch cắt đứt, xem như kẻ ác có ác báo. Lăng Hàn lắc đầu, lục tìm trong cấm địa được một ít thần thiết, một gốc thánh dược, hắn không khách sáo hốt luôn. Sau đó Lăng Hàn tĩnh tọa, liên tục chiến đấu 4 năm làm thân thể của hắn rất mệt mỏi. Dù là thánh nhân thì liên tục chiến đấu 4 năm cũng cần điều chỉnh lại. A, à, Lăng Hàn phát hiện khi thân thể phục hồi đến trạng thái tốt nhất thì nguyên lực không ngừng lại, vẫn tiếp tục vận chuyển trong thân thể. Các ngôi sao hiển hiện trong đan điền, tốc độ siêu nhanh. Nguyên lực của Lăng Hàn đang tích lũy rất nhanh, Lăng Hàn mừng rỡ, thật là ngoài dự đoán của hắn, không ngờ sau trận đại chiến lâu dài sức chiến đấu của hắn tiến bộ lớn như vậy. Lăng Hàn sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn vội tham mộ dưới luân hồi thụ khiến nguyên lực và cảm mộ cùng bay lên. Sau nửa tháng Lăng Hàn mới ngừng lại số lượng ngôi sao trong đan điền lên đến 5.000 vạn. 5.000 vạn, cực độ trung thánh là một ước ngôi sao, chứng minh Lăng Hàn đã đi được nửa đường, tu hoàn Mỹ trung thánh trung kỳ rồi ngưng tụ ra thêm một ngôi sao là hắn sẽ bước vào hậu kỳ. Sướng, có nên tìm thêm mấy thánh vương truy sát không? Lăng Hàn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Thứ nhất nếu không phải là khai vân vương thì Lăng Hàn rất khó có quyết tâm muốn oanh giết đối phương, cùng lắm chờ một lúc, sau khi hắn trở thành đại thánh rồi xử cũng không muộn. Thứ hai chỉ có biến thái như Khai Vân Vương mới liều mạng chạy trốn 4 năm trời, nếu đổi lại Thánh Vương có chút cốt khí đã sớm liều mạng, cùng lắm chết thôi. Đây không đơn giản là đối thủ mà đến đẳng cấp biến thái rồi. Lăng Hàn thở dài thườn thượt, định trở về Mộc Đồ Tinh. Tuy đa số người ở trong hắc tháp nhưng nữ hoàng, vũ hoàng còn ở Mộc Đồ Tinh. Trở về mất 4 năm, Lăng Hàn vừa chạy đi vừa uống dược tu luyện. Đến trình độ như Lăng Hàn miễn không trong trạng thái chiến đấu thì có thể tùy thời tu luyện. Lăng Hàn uống dược không phải thánh cấp, tác dụng có hạn, nhưng mũi nhỏ mấy vẫn có thịt. Lăng Hàn cô đơn đi trong vũ trụ suốt 4 năm cuối cùng trở lại Mộc Đồ Tinh. Đã 8 năm từ cuộc chiến với các thánh, thánh vương phe đối địch đã rời khỏi Mộc Đồ Tinh, giờ làm bọn họ lo là Lăng Hàn thu sau tính sổ. Chờ Lăng Hàn bước vào cảnh giới đại thánh thì nguyên thần giới tuyệt đối không có ai sánh bằng hắn. Ước chừng các cấm địa đã dọn đi, Lăng Hàn không vội vàng tìm bọn họ tính sổ, chiến đấu cùng khai vân vương cho hắn biết thực lực hiện tại rất khó giết thánh vương lo chăm chỉ tu luyện nâng cao thực lực để sau này hắn lật tay một cái liền đè bẹp thánh vương lang hàn thầm lấy làm lạ hắn đã trở về mộc đồ tinh nhưng sao không ai ra nghênh tiếp thần thức quét qua lang hàn phát hiện nơi này không có lực lượng của thánh cấp nào không lẽ thánh vương phe địch quay ngược về nữ hoàng và tinh sa đại thánh buộc phải chạy trốn lang hàn kêu một học viên đến hỏi mới biết hóa ra mấy năm trước xuất hiện một tòa cổ tích hấp dẫn nữ hoàng, tinh xa đại thánh đi thăm dò, đến nay chưa về. Cổ tích này trước kia chưa từng xuất hiện, không ai có tư liệu cụ thể nên học viên không nói gì nhiều được. Lăng Hàn thả người trong hắc tháp ra hết, tuy tu luyện dưới luân hồi thụ có hiệu quả tốt nhất nhưng không thể ở mãi trong đó được. Lăng Hàn quyết định đi cổ tích nhìn xem, nhóm nữ hoàng đi vào 5 năm trước đến nay chưa về, có lẽ đã gặp nguy hiểm gì, Lăng Hàn không ngồi yên được. Trường 1767, Thánh Nhân Thượng Lăng Hàn và Thiên Phượng Thần Nữ, vô tướng thánh nhân lên đường, những người khác chưa vào thánh cấp có đi cũng không ý nghĩa. Cổ tích cách một đồ tinh không quá xa, chỉ cách một tinh vực, nếu đi tinh thuyền hàng hành thì khoảng một, hai tháng. Nhưng thánh nhân đi chỉ mất nửa ngày là đến, ba người rất nhanh đi tới tinh vực đó, trời sao vốn trống rỗng đột một xuất hiện một dãy núi chìm nổi trong trời sao, nhưng sơn mạch dường như bao phủ trong sương mù, vô cùng mông lung tựa như không tồn tại trong thế giới này. Bởi vì đây là một tiểu thế giới, không thể xông vào trực tiếp cần đi qua cánh cửa đặc biệt không cần tìm tỉ mỉ vì nơi này không chỉ có lăng hàn thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân trong khu vực phía trước có nhiều tinh thuyền đậu lại như sắp thành một tòa thành lũy trời sao ba người giấu hơi thở sải bước đi qua nếu thánh uy tràn ngập thì không ai ở đây đứng được lăng hàn không thích người ta quỳ trước mặt mình hắn hoàn toàn không cần loại hư vinh này nơi này có một cánh cửa một con đường đi hướng tiểu thế giới rõ ràng không như sơn mạch mông lung mơ hồ có người huýt sáo hướng thiên phượng thần nữ ô cô nương này đẹp dữ cổ tích mở ra hấp dẫn vô số thế lực lại đây không chỉ thánh cấp đa số là thế lực hằng hà cảnh đấy mới là thế lực rộng khắp thần giới đông người khó tránh lẫn lộn tốt xấu loại người nào cũng có đó là một người trẻ tuổi thực lực nhật nguyệt cảnh thiên tư cũng khá bất phàm thiên phượng thần nữ quay đầu lại lườm một cái khí thế đáng sợ hóa thành thực chất bùm người trẻ tuổi bị đánh bay ra ngoài miệng hộc bãi máu hơn 10 ngụm mới ngừng lại, mặt không còn chút máu, người ướt mồ hôi lạnh. Gã không dám hó hé tiếng nào, bò dậy rồi vội vàng xoay người bỏ chạy. Lăng Hàn không để bụng, hắn quan sát tòa cổ tích, cảm ứng hơi thở phát ra từ cửa lối đi nhỏ, quan sát kỹ trước đã. Nơi như vậy khiến thánh nhân tìm 5 năm vẫn chưa đi ra. Là nó quá lớn, hay có trí bảo bị giấu kín cần nhiều thời gian tìm. Hoặc vì giành báu vật huyết chiến mãi chưa phân ra thắng thua. Thiên phượng thần nữ kéo lăng hàn. Đi thôi, Lăng Hàn gật đầu, không nhìn ra được gì vậy thì đi vào thử. Nương tử, huynh trưởng ở trong đó, nếu Lăng Hàn không vào xem thì khó yên lòng. Có tiếng kêu đầy vui sướng vang lên. Ủa, Lăng sư huynh, Long Hương Nguyệt lao tới, mặt tràn đầy nụ cười đẹp mất ngây. Lăng Hàn tạm dừng, cười hỏi. Sao nàng ở đây? Long Hương Nguyệt trả lời ngay. Ta cùng tiểu cô đi ra giải sầu, nghe nói nơi này có cổ tích mở ra nên cùng tiểu cô đi xem. Long Hương Nguyệt vẫy tay ra sau lưng, quả nhiên long ngữ san đang đứng đó có vẻ long ngữ san không muốn gặp lăng hàn nhưng bị điệt nữ kêu nên đành đi tới a à, long ngữ san thấy lăng hàn thì giật mình kêu lên ngươi vào thánh cấp rồi long ngữ san nói câu này vừa nhỏ vừa mau e rằng chỉ có mình nàng mới nghe được thật khó tin mười mấy năm trước lăng hàn chỉ là hằng hà cực cảnh giờ thành thánh rồi đừng thấy hằng hà cực cảnh và sáng thế cảnh chỉ kém một bước nhưng long ngữ san là người từng trải nàng biết rõ vượt qua bước này khó khăn cỡ nào Long ngữ san xem như kỳ tài ngút trời, chẳng những thiên phú kinh người còn có tổ huyết tinh thuần, dù vậy từ hàng hà cảnh đại viên mãn đến sáng thế cảnh làm nàng mất 200 vạn năm. Mười mấy năm, ui trà, Long ngữ san không thể nhìn thấu lăng hàn, chẳng những không nhìn thấu tu vi còn không thấy được hắn bao nhiêu tuổi, chỉ biết đối phương khá trẻ, huyết khí vượng thịnh như lò lửa có thể đánh chết hơn một nửa cường giả trong thiên hạ. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, trước mặt lăng hàn còn ai dám tự xưng là thiên kiêu. Long ngữ san liếc mắt thấy thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân thì càng giật mình. Lại là hai thánh nhân, thiên phượng thần nữ cũng rất trẻ tuổi. Vô tướng thánh nhân tuy huyết khí rất phượng thịnh nhưng linh hồn toát ra cảm giác tăng thương, chắc đoạt xá trọng sinh cho nên tuổi thân thể và thần hồn không khớp. Long ngữ san không dám lên mặt, chắp tay hành lễ với ba người lăng hàn. Ba vị đạo hiếu, tuy lúc trước Long ngữ san thấy lăng hàn đồ thánh rồi nhưng không thể nhìn đối phương như một vị hằng hạc ảnh. Có điều thánh nhân có ngạo khí của thánh nhân, ví dụ các thánh vương trong cấm địa chờ lăng hàn trở thành tiểu thánh mới gọi một tiếng đạo hiếu thừa nhận thân phận địa vị của hắn vô tướng thánh nhân thiên phượng thần nữ đáp lễ thấy lăng hàn dường như rất khách sáo với long ngữ san nên hai người cũng tràn đầy thiện ý long hương nguyệt trợn mắt há hốc mồm sao tiểu cô gọi ba người này là đạo hiếu chẳng lẽ long hương nguyệt khó tin kêu lên lăng hàn người đột phá thánh cấp si người xung quanh nghe tiếng la của long hương nguyệt thì xì si cười cô nương này chưa thấy qua trường hợp lớn gì chắc từ xó xỉnh nào đi ra dám nói người trẻ tuổi đó là thánh nhân cười bể bụng nguyên thần giới mới có mấy thánh nhân thánh nhân nào chẳng phải là dâu bạc chân mày trắng không tu luyện đến bộ dạng sắp xuống lỗ thì sao thành thánh được đây là ấn tượng của đa số người trong thiên hạ đối với thánh nhân hoặc là ông già hoặc là bà già người không già sao thành thánh được nhìn lang hàn trẻ kinh không nhìn thấu tu vi nhưng khí huyết vượng thịnh như thế không giống người già chút nào Lăng Hàn gật đầu nói, "Ừm, um, với thực lực hiện tại của Lăng Hàn không còn sợ ai trong cổ giới." Long Hương Nguyệt vỗ tay reo lên, lòng tràn đầy kiêu ngạo. "Tốt quá, nam nhân nàng vừa mắt đương nhiên không tầm thường, tiểu cô nương đừng để bị lừa." Có người mở miệng nhắc nhở, "Dạo này có nhiều kẻ lừa đảo, hoặc là nói mình là cao thủ, hoặc là hậu đại của thế lực lớn nào, thật ra chỉ là vô danh tiểu tốt chuyên môn lừa tài lừa sắc." Long Hương Nguyệt tức giận, dám nói Lăng Hàn lừa tài lừa sắc. "Phi nàng rất muốn bị lăng hàn lừa sắc nhưng người ta có thèm đâu long hương nguyệt không phải loại người bướng bỉnh không nói lý người ta chỉ tốt bụng nhắc nhở nên nàng không nổi giận coi như gió thoảng bên tai long hương nguyệt nhìn lăng hàn mắt sáng lấp lánh ánh sao lăng hàn người thật là lợi hại người lên tiếng nhắc nhở long hương nguyệt thì lắc đầu nguầy nguầy cô nương ngốc chật nhà đầu tươi ngon mơn mởn vậy mà ngu ngốc bị người bán còn đếm tiền giúp một người trẻ tuổi bước nhanh ra vẻ mặt kiêu ngạo nhướng mày hướng thiên phượng thần nữ, lòng hương nguyệt, lòng ngữ san. a à, thánh nhân, để ta lĩnh giáo thử, chương 1768, thánh nhân hạ. Ý đồ của thanh niên rất rõ ràng, nhìn đi, ca mới là đối tượng các nàng nên ngước nhìn. Người này là thất thiếu gia của Dương gia, đúng rồi, là Dương Minh, nghe nói 3.000 năm đến tinh thần cảnh đại viên mãn, vốn có cơ hội vào tinh xa võ viện nhưng Dương gia xảy ra biến cố lớn làm hắn bỏ lỡ cơ hội, nếu không thì với thiên phú của thất thiếu gia tuyệt đối có tư cách trở thành đệ tử của tinh xa võ viện. Ui, đệ tử của tinh xa võ viện vậy chẳng phải là hắn có tư cách thành thánh. Đương nhiên rồi, đệ tử của tinh xa võ viện đều có tiềm lực thành thánh. Đám người qua đường xì sầm bàn tán, có người nhận ra thanh niên đó nên bộc lộ thân phận của gã rất là hiền hách. Trong mấy trăm tinh vực bên này có một hiểu biết chung là nếu ai vào tinh xa võ viện thì chắc chắn là thiên tài trong thiên tài, ngày sau dù không thể thành thánh cũng chắc chắn vào hàng hạc ảnh. Thế này còn chưa đủ oách sao? Nguyên thần giới mới có vài thánh nhân, trung bình một tinh vực được một người, dưới thánh nhân là hàng hà cảnh, về sau Dương Minh dưới một người ở trên ức vạn người, đủ khiến người hâm mộ chết. Có mấy nữ nhân mê mẩn hét lên, "Dương Minh, các nàng hô hai tay ước gì lao vào vòng tay gã." Dương Minh kiêu ngạo đứng, thỉnh mũi nhìn trời, "Nhìn đi, đây mới gọi là cao thủ trẻ tuổi, phong thái của vương giả." Lăng Hàn cười khẽ, với thực lực thân phận hiện tại của hắn không hứng thú so đo cùng tiểu bối. Lăng Hàn nói với Long Ngữ San, cùng nhau vào không, Long Hương Nguyệt đồng ý ngay, như sợ Long Ngữ San sẽ phản đối. Được đấy, Long Ngữ San thầm thở dài, nàng nhìn thấu tâm tình của điệt nữ nhưng Lăng Hàn không có vẻ gì là động lòng, đã định trước chỉ là cuộc tình đơn phương. Nàng phải tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Long Hương Nguyệt, không thể để Long Hương Nguyệt cứ lún sâu. Đi, nhóm người cất bước định vào cổ tích, Dương Minh tức xì khỏi các ngươi, Dương Minh bước ra một bước đuổi theo, chộp vai Lăng Hàn. Vị, thánh nhân, này, chúng ta luận bàn một chút đi. Ông 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 ông, Lăng Hàn hơi phát ra hơi thở thánh nhân. Dương Minh ngồi bệch xuống đất, chán toát mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm giác mình đi dạo quỷ môn quan một vòng, người run như cầy sấy. Dương Minh run giọng nói, thánh, 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 thánh nhân, đây tuyệt đối là hơi thở của thánh nhân, vì gã đã, đã đến đỉnh tinh thần cảnh, dù là hằng hà cảnh cũng không thể chỉ dựa vào chút hơi thở làm gã sợ đến mức này phụt nhiều người bị sặc trợn mắt há hốc mồm đần mặt ra thánh nhân thật sự là thánh nhân không thể nào nhưng dương minh sẽ không nói bậy bạ người ta là vương giả trẻ tuổi tinh thần cảnh địa viên mãn nếu nói bậy thì còn mặt mũi nào gặp người ui sao có thánh nhân trẻ dữ vậy dương minh quỳ xuống cung kính hành lễ với lăng hàn gã to gan dám mơ tưởng nữ nhân của thánh nhân người ta không một bàn tay đập chết đã là rất nhân từ Dương Minh dập đầu sát đất, dùng tư thái khiêm tốt nhất biểu đạt lòng sám hối. Bái, bái kiến thánh nhân, Lăng Hàn vốn không muốn so đo với Dương Minh, hắn tùy ý vẫy tay. Dương Minh mới dám đứng lên, tràn ngập cảm kích Lăng Hàn, không ngờ có thánh nhân dễ tính vậy. Ba người Lăng Hàn đang muốn đi thì nghe tiếng hét chói tai. Đứng lại, người trẻ tuổi lúc trước chật vật chạy trốn đã trở lại, bên cạnh có một nam nhân trung niên, tu vi tinh thần cảnh. Nam nhân trung niên phát ra hơi thở, rất là hoanh hoang nam nhân trung niên hét to dám đụng vào người của đồng gia ta đây các ngươi chán sống sao nghe nam nhân trung niên giống người xung quanh biểu tình quái dị lúng túng như gà mắc tóc bọn họ nhận ra hai người này nam nhân trung niên tên đồng dịch người trẻ tên đồng văn tông đồng gia là một thế lực hằng hà cảnh lão tổ đồng gia từ ước năm trước đã là hằng hà cảnh địa viên mãn cường giả thành danh đã lâu nhưng lang hàn là ai thánh nhân trước mặt thánh nhân thì hằng hà cảnh đại viên mãn bình thường là cái đinh gì như phân chó thôi, dám lớn tiếng trước mặt thánh nhân, muốn chết sao. Một người nói ngay, đồng dịch huynh đừng vô lễ với vị đại nhân này, còn không mau mau tả tội. Đó là bằng hiếu của đồng dịch, không thì ai dám dẫn lửa vào người ngay lúc này. Đại, đại nhân, đồng dịch sừng sốt, thầm hừ lạnh, người có ý gì, còn là bằng hữu của ta không? Trẻ tuổi như vậy bước vào tinh thần cảnh đã là kỳ tài ngút trời, đại nhân. Muốn hố ta sao, đồng dịch ngạo nghễ nói, đại nhân chó chết gì, Dám tổn thương người của đồng gia ta thì dù là ông trời cũng phải cúi đầu xin lỗi." Dương Minh bước ra trừng mắt đồng dịch, to gan, đồng dịch kinh ngạc kêu lên, "Ủa, Dương huynh, có lẽ đồng dịch không biết mặt nhưng vị này là người nổi bật trong thế hệ trẻ, nổi tiếng như cồn trong mấy tinh vực xung quanh. Đây là một thiên tài đã định trước sẽ trở thành cường giả hàng hà cảnh, vì vậy đồng dịch phải tỏ ra cung kính. Giờ đồng dịch có thể gọi một tiếng Dương huynh, ngày sau phải kêu là Dương đại nhân." Dương Minh hừ lạnh một tiếng, sao chưa xin lỗi đại nhân đi, ngay cả gã còn phải quỳ xin lỗi, nhà ngươi là cái thá gì? Đồng dịch sửng sốt, tại sao Dương Minh cũng nói vậy? Không lẽ người trẻ tuổi này có lai lịch gì lớn? Ui, không lẽ là nhi tử của thánh nhân, hoặc là nhi tử ruột của hằng hà cảnh, nếu không Dương Minh đã chẳng căng thẳng như vậy? Đồng dịch sợ hãi tái mặt, luống cuống tay chân, lang hàn cười cười. Gật đầu với Long Ngữ San và Long Hương Nguyệt rồi nắm tay Thiên Phượng Thần Nữ đi hướng con đường kia. Đồng dịch đứng phía sau nhìn, không dám thở mạnh, chờ năm người lăng hàn đi mất hút rồi đồng dịch hỏi Dương Minh. Dương Huynh, người kia có lai lịch gì? Người kia, Dương Minh hừ lạnh một tiếng, vị đó là thánh nhân, phụt, đồng dịch ho sặc sụa, vẻ mặt kinh ngạc nói. Dương Huynh đừng hù người được không, trẻ vậy sao là thánh nhân được? Dương Minh nói, ngươi hãy ngẫm nghĩ làm sao xin lỗi vị đại nhân kia đi, không thì chẳng những là ngươi, đồng ra các ngươi đều bị hủy diệt. Dương Minh không hề khoa trương, thánh nhân tức giận thì thiên địa biến sắc. Lùi một bước, dù Lăng Hàn không có hành động gì nhưng không chừng có hàng đống người muốn nịnh hắn sẽ ra tay chút giận dùm. Trước mười mấy, mấy chục thế lực hàng hà cảnh thì đồng ra là cái đinh gì. Bảo đảm sẽ bị hủy diệt trong một đêm, Dương Minh phất tay áo bỏ đi, chương 1769, mảnh nhỏ tiên vực. Bên kia, bằng hữu lên tiếng khuyên đồng dịch cũng vung tay rời đi. Lúc trước nhắc nhở đồng dịch là đã tận tình tận nghĩa, bằng hữu sẽ không cùng chết chung với đồng gia. Đồng Văn Tông mặt như đưa đám hỏi đồng dịch, thất tổ ra, lần này làm thế nào? Đồng dịch quát nạt, làm thế nào, làm thế nào, sao ta biết nên làm sao? Đồng dịch chửi đồng Văn Tông xối xả, cái tên khốn kiếp nhà người muốn chết thì đi chết một mình, tại sao hại người vậy? Đồng Văn Tông miếu, gã đâu ngờ cái tên trẻ trung kỳ dị là thánh nhân, tồn tại mà lão tổ nhà gã gặp cũng phải quỳ xuống hành lễ. Lăng Hàn đã quên nhạc đệm này, hắn bước theo con đường đi tới một điểm, hắn cảm giác cơ thể nặng trịch như xuyên qua hạn chế hay thứ gì. Tóm lại thiên địa này trở nên khác biệt, trực quan nhất là linh khí, độ đậm đặc tăng cao gấp trăm lần trở lên. Nếu tu luyện tại đây tích góp nguyên lực sẽ nhanh đến không tả nổi, thánh nhân cũng được ích lợi. Hèn gì các thánh không chịu về, chưa tích góp nguyên lực đến cực hạn thì tu luyện ở đây phóng lớn ích lợi rất nhiều. Sao linh khí nơi này đậm như vậy? Vô tướng thánh nhân kinh kêu, ta từng đi vô số tinh thể nhưng không có nơi nào sánh bằng chỗ này, quá kinh người thánh nhân thành danh lâu năm như vô tướng thánh nhân cũng nói vậy là biết linh khí chỗ này đậm tới mức nào thiên phượng thần nữ gật gù nói nếu chỗ này không khép lại thì có thể tu luyện đến đại thánh rồi mới ra ngoài lang hàn đánh giá bốn phía chỗ này có các ngọn núi cao bên ngoài không nhìn rõ ràng nhưng đến địa điểm này sẽ phát hiện núi cao không có cuối thị lực thánh nhân của bọn họ không thấy thấy đỉnh chuyện này rất khó tin nếu bọn họ thả thần thức ra có thể bao phủ một hành tinh nhưng đứng đây không thể thấy hết toàn cảnh ngọn núi vô tướng thánh nhân nói những ngọn núi này không chỉ cao lớn còn có lực lượng bí ẩn ngăn cản thần thức của chúng ta đúng thế tại đây bọn họ không thể thả thần thức ra quá xa như trở về lúc phá hư cảnh chỉ bao trùm cỡ một tòa thành năm người đều bay lên định từ nơi cao hơn nhìn xuống toàn cục nhưng khi bọn họ bay lên đến độ cao nhất định thì phát hiện bị lực lượng cường đại chấn áp ngăn cản bọn họ bay cao hơn nữa dù bọn họ là thánh nhân thì sao chỉ có thể bay lên cao ngàn dặm Lăng Hàn mạnh hơn chút có thể lên ba ngàn giặc, nhưng so với độ cao hắc tháp thì thật nhỏ bé. Long Hương Nguyệt càng khỏi phải nói, lên 100 dặm đã không chịu nổi. Năm người đáp xuống, Lăng Hàn, Thiên Phượng Thần Nữ, Vô Tướng Thánh Nhân nhìn nhau, thấy biểu tình khác nhau trên mặt đối phương. Chỗ này chắc không phải là mảnh nhỏ rơi xuống từ tiên vực đi. Trừ tiên vực ra cổ giới còn nơi nào có được linh khí đậm đặc như vậy. Trừ tiên vực còn lực lượng gì có thể áp chế thánh nhân bọn họ. Năm xưa tiên vực gặp sao động lớn, tiên vương huyết chiến đánh dắt một dãy sơn mạch xuống cổ giới cũng không có gì lạ mắt lăng hàn sáng dược nói không chừng có thể hái được nhiều thánh dược thậm chí là tiên dược trong chỗ này thánh liệu thánh dược trong tiên vực không có gì hiếm lạ khu vực này to như vậy chắc sẽ cho bọn họ thắng lợi trở về long ngữ san hỏi cái gì là tiên vực lăng hàn trầm ngâm dây lát nói trên thế giới này của chúng ta có một thế giới đẳng cấp cao hơn ưm, ừ, nói vậy cũng không đúng tiên vực thật ra là một phần của cổ giới nên nói sau đây, Lăng Hàn sắp xếp suy nghĩ rồi nói cho hai nữ nhân Long ra biết lai lịch của tiên vực. Long ngữ san, Long hương nguyệt kinh ngạc ngây người. Đây là thế giới hai nàng chưa từng nghe thấy, trong một chốc không chấp nhận được. Nhưng Lăng Hàn sẽ cố ý biên ra lời nói dối vậy sao? Hơn nữa linh khí chỗ này quá đậm đặc, không thể giải thích khác. Long hương nguyệt chợt lảo đảo, Long ngữ san vội dìu nàng. Sao vậy? Không lẽ đột nhiên biết có tiên vực tồn tại nên Long Hương Nguyệt giật mình đứng không vững? Long Hương Nguyệt đáp, linh khí nơi này quá đậm, thân thể của ta hơi khó thích ứng. Linh khí nơi này quá rồi dạo đến nỗi khiến một cường giả hằng hà cảnh sinh ra phản ứng khó chịu. Khoa trương thật, hai nữ nhân Long Gia vẫn còn giật mình vì tư liệu vừa biết. Ba người lăng hàn đã tiến lên trước, bọn họ đều thành thánh, có thể tu luyện tùy thời tùy lúc. Thân thể hấp thu linh khí không ngừng hóa thành nguyên lực, tinh thần trong cơ thể đang lớn mạnh hoặc hình thành từ không đến có. Nơi này rất yên lặng, chỉ có rừng rậm dày đặc, không có động vật tồn tại không có côn trùng kêu vang tựa như một thế giới thực vật bọn họ không biết đi đâu nên bò lên đỉnh núi nhìn xem ngọn núi này cao bao nhiêu nửa ngày sau năm người chưa lên đỉnh còn cách xa thật xa đến nơi này có áp lực rất mạnh làm bọn họ cảm thấy rất cật lực đặc biệt long hương nguyệt đổ mồ hôi ròng ròng nhưng long hương nguyệt rất háo cường nàng cắn chặt răng không xin nghỉ long ngữ san không bỏ mặc được nàng thu long hương nguyệt vào không gian thần khí nếu cứ để long hương nguyệt cắn răng cố chống chỉ ảnh hưởng tốc độ của mọi người lăng hàn không nói không rằng đi đầu chờ tim rất cái bịch vỗ trưởng đẩy long ngữ san long ngữ san không đề phòng nhưng thánh nhân phản ứng rất nhanh tay phải bản năng che trước mặt ngăn lăng hàn công kích nhưng vẫn bị đẩy xa 10 trượng đây còn là vì lăng hàn chưa dùng hết sức không thì sức chiến đấu thánh vương trung kỳ bình thường của hắn đủ một kích oanh giết long ngữ san người có ý gì lăng hàn không giải thích bởi vì không cần ầm um, một bóng đen lao hướng đoàn người lăng hàn mục tiêu là vị trí Long Ngữ San vừa đứng. Vô tướng thánh nhân lập tức tấn công, hừ, vô tướng thánh nhân lấy ra một cây bảo đao chém vào bóng đen. Đó là Lang Hàn tặng thánh liệu cho vô tướng thánh nhân tạo ra cây đao này. Năm xưa Lang Hàn được nhiều thánh liệu, thánh khí trong kho báu của Thiên Hà Vương, đa số bị hắn tặng cho mấy vị huynh trưởng, đệ tử và bằng hiếu. Số lượng rất ít, khó chia đều cho mỗi người. Ông ong 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 ong, bảo đao tỏa sáng, các phù văn nổi lên, hơi thở đại đạo lan tràn, uy lực kinh người. Vô tướng thánh nhân dù gì là thánh nhân thành danh lâu năm, sớm chế tạo thánh liệu thành thánh khí, sau khi vào thánh nhân thì ngày đêm ôn dưỡng, rót vào ý chí võ đạo của bản thân, thánh binh đã sơ thành. Bóng đen vô hụt phản ứng rất nhanh, chợt hô móng vuốt đánh hướng bảo đao. Chương 1770, sinh vật trong bí cảnh. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, bóng đen bị đẩy lùi về, vô tướng thánh nhân thì lảo đảo thụt lùi hai mươi mấy bước, khiến lăng hàn bất ngờ là kết cấu thiên địa chỗ này cứng rắn lạ thường dư ba chấn động tuy khiến một số cỏ cây hóa thành bột nhưng núi không rung rinh chút nào long ngữ san biết đã trách lầm lăng hàn nhưng vì tính của nàng sĩ diện nên không chịu xin lỗi lăng hàn chỉ lao vào bóng đen kia đó là một con báo đen không lớn dài cỡ trượng cao khoảng nửa trượng một cái đuôi dài dạ lùng cỡ ba trượng đuôi ngoe nguẩy khúc đuôi có cái đầu răng đang phun ra nuốt vào cái lưỡi cái nào mới là đầu Long ngữ san hừ lạnh lao vào con báo đen kỳ lạ, dẫn động huyết mạch long tộc. Long ngữ san rất bá khí đánh một đấm hóa thành đầu rồng, từng tiếng rồng ngâm. Chân long bay lượn chín tầng trời, sức mạnh áp chế đa số thần thú khác khát gao, trừ phi cách biệt cảnh giới quá lớn không thì sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng con báo đen hoàn toàn không sợ hãi long uy, ngược lại dường như bị khiêu khích nó nhe nanh ra. Hai răng nanh dài nhọn hoặc, phù văn dày đặc hiển hiện tựa như thánh khí. Báo đen lao vào long ngữ san, tứ chi bộc phát sức đẩy tăng vào tốc độ, nhanh không tả nổi. Phập, báo đen giơ chân trước lấp lánh ánh sáng phù văn xé rách công kích của Long Ngữ San thủng một lỗ, mạnh mẽ lao vào cắn phập vào cổ tay nàng. Răng báo đen rất bén nếu cắn chung chỉ e cổ tay Long Ngữ San đứt lìa. Tương đương với bị thánh binh chém chúng, Long Ngữ San chỉ là tiểu thánh, sao ngăn nổi. Lăng Hàn lắc người nhanh như tia chớp lao lên, tốc độ của hắn mau còn hơn báo đen, vào phút chỉ mạnh treo chuông hắn đứng che trước mặt Long Ngữ San, thò tay mình ra, phập, báo đen cắn trúng cổ tay Lăng Hàn, Long ngữ san hét lên, trong phút chốc trăm rối cảm xúc mồn ngang. Lúc trước Lăng Hàn hóa giải một kích cho nàng nhưng nàng không cảm kích còn trách hắn, người ta thì sao? Lấy ơn báo oán, chẳng những không so đo với nàng còn cản một kích cho, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Tuy rằng thánh nhân gãy chi có thể mọc cái mới, nhưng quan trọng là tình ý. Long ngữ san cực kỳ cảm động, nhưng sau đó là giật mình. Vì báo đen không cắn đứt cổ tay lăng hàn được ngược lại nếu lỏng chảy máu nếu răng của báo đen không cứng bằng thánh liệu e rằng hai răng nanh đã bị gãy. Người còn là người sao? Long ngữ san ngơ ngẩn nhìn lăng hàn, nàng biết có người chuyên tu khí lực nhưng không ai bằng hắn. Cái này giống như vươn tay ra cho thánh binh chém cuối cùng thánh binh sắp gãy. Con báo đen choáng váng, nó không cảm giác được răng mình nữa, tê dại sắp dụng răng. Báo đen nhảy ra sau, tứ chi hơi cong, thân hình cong, mắt nhìn lăng hàn chầm chầm tùy thời sẽ công kích. Kỳ lạ, lăng hàn nói, đây tuyệt đối là yêu thú sáng thế cảnh tiểu cực vị nhưng chưa khai hóa trí lực, chỉ có bản năng giết chóc nguyên thủy. Thật khó tin, bình thường miễn tu luyện đến sơn hà cảnh thì đừng nói khai hóa trí tuệ, yêu thú thậm chí có thể hóa thành hình người. Nhưng con báo đen đã là sáng thế cảnh, đẳng cấp đỉnh cao nhất thần giới vậy mà chỉ có bản năng giết chóc. Đúng là kỳ dị, vô tướng thánh nhân gật gù, sức chiến đấu rất mạnh, trong tiểu thánh có thể tự xưng vương giả. Vô tướng thánh nhân và long ngữ san trước sau đánh mấy chiêu với báo đen, tuy chỉ một hiệp nhưng đủ để bọn họ hình thành phán đoán. Tuy nhiên vương giả trong tiểu thánh không lọt vào mắt Lăng Hàn nổi. Lăng Hàn ra tay, bùm, Lăng Hàn vươn tay ra có trời trăng sao xuất hiện, tựa như khai sáng một thế giới mới. Báo đen sợ hãi dựng đứng bộ lông, nó xoay người chạy nhanh. Tiếc rằng trước mặt Lăng Hàn thì tốc độ thánh cấp cũng không là gì. Bốp, báo đen bị đè nằm bẹp dí dưới đất, nó rên rỉ, nhưng mắt vẫn lộ tia hung ác đầy dã tính như muốn nuốt sống Lăng Hàn. Lăng Hàn khẽ nói, thú vị lăng hàn động ý niệm thu báo đen vào trong hắc tháp mặc ngươi có lực lượng thánh cấp thì sao vào hắc tháp là thành vật trong túi của hắn long ngữ san rất giật mình lăng hàn bỏ con yêu thú thánh cấp vào không gian thần khí vậy sao ngươi không sợ báo đen đại phát hung uy phá hỏng không gian thần khí của mình không gian thần khí không giống thánh khí chứ có thể cất chứa vật sống ra chẳng cứng rắn hơn không gian linh khí là bao thiên phượng thần nữ đầy tò mòi hỏi tại sao con báo này không khai hóa trí tuệ lăng hàn trầm ngâm nói nhân tộc chúng ta được gọi là linh của vạn vật nếu từ nhỏ chỉ có một người sinh tồn rừng rậm ngăn cách với cõi đời thì có thể sống nhưng trí lực sẽ rất thấp chỉ còn lại bản năng sinh tồn thiên phượng thần nữ không đồng ý cách giải thích này nhưng con báo đen này có thể tu luyện còn luyện đến độ cao như thế thì sao vẫn giữ nguyên thủy vậy được lăng hàn chậm rãi nói có lẽ huyết mạch của nó đủ mạnh chỉ cần trưởng thành bình thường thì sẽ là sáng thế cảnh Ui, ba người thiên phượng thần nữ cùng hút ngụm khí lạnh quá đáng sợ rồi. Trưởng thành bình thường là sáng thế cảnh, tộc quần này đáng sợ cỡ nào, nếu số lượng nhiều chút chẳng phải là có thể càn quét thần giới. Lăng Hàn lắc đầu nói, có lẽ hoàn cảnh nơi này đặc biệt, linh khí rất đậm nên mới có điều kiện như vậy. Đương nhiên huyết mạch của báo đen chắc rất cao, có lẽ có tổ tiên là chảm chân, thậm chí là phân hồn. Yêu thú không có năng lực học tập như luân hồi thụ, năng lực thích ứng mạnh nhưng truyền thừa huyết mạch càng yêu tú hơn. Ba người thiên phượng thần nữ có thể chấp nhận giải thích như vậy. Điều kiện tu luyện không gì sánh bằng cộng thêm truyền thừa huyết mạch đúng là có thể tạo ra một cường giả chỉ biết giết chóc. Long ngữ san hỏi, tiên vực đều đáng sợ như vậy sao? Chân Long vốn nên ở trên ức vạn sinh linh, nhưng hiện giờ cảnh giới ngang nhau Long uy của Long ngữ san không có chút tác dụng gì với báo đen, chứng minh đẳng cấp của nó không yếu hơn nàng, đã kích mạnh đến cảm giác yêu việt hình thành lâu nay của nàng. Ba người lăng hàn lắc đầu, bọn họ chưa đi tiên vực, chỉ nghe đồn chỗ đó có nhiều cường giả hơn, sáng thế cảnh chỉ là con kiến giống như từ tiểu thế giới đi ra, phá hư cảnh là cái đinh gì. Với võ giả đây là sự lựa chọn, người có thể làm vua làm bá trong khoảnh trời nhỏ, cái giá là tuổi thọ. Phá hư cảnh chỉ sống ngàn năm, vào sơn hà cảnh thì tuổi thọ lên 10 vạn. Thiên phượng thần nữ nói, lo âu nhìn lăng hàn, không biết nơi này có bao nhiêu yêu thú giống báo đen. chương 1771, khuyên nhủ nhau. Nếu có tồn tại đẳng cấp thánh vương thì năng lực như nữ hoàng, vũ hoàng chỉ có nước chạy trốn. Nhiều năm rồi họ chưa đi ra, một là tìm cơ duyên tại đây, hai là gặp rắc rối gì lớn. Lăng Hàn gật đầu, hắn muốn thôi diễn nơi Nữ Hoàng, Vũ Hoàng đang ở, nhưng có lực lượng bí ẩn trong chỗ này ngăn cách thiên cơ, làm hắn không cách nào thôi diễn. Nếu đây thật sự là một góc rơi ra từ tiên vực thì sáng thế cảnh không là cái đinh gì trong tiên vực, không thôi diễn ra được cũng rất bình thường. Nhóm người tiếp tục leo núi, bốn phía không thấy có sinh mệnh nào khác, dường như yêu thú gì đều bị báo đen kia giết hết rồi nơi này có ngày đêm thay đổi nhưng không phải ban ngày trời sáng ban đêm trời tối mà là một nửa thời gian bầu trời sắc vàng nửa khác màu bạc không biết nên nói cái nào là ban ngày cái nào là ban đêm không trời không trăng không sao chỉ có sơn mạch liên nguyên như vĩnh hằng mãi mãi ước chừng thời gian màu vàng là ban ngày màu bạc là ban đêm một ngày qua đi nhóm người lăng hàn thấy mệt dừng lại điều chỉnh thật khó tin bọn họ đều là thánh nhân vậy mà đi có một ngày đã mệt Lăng Hàn huyết chiến với Khai Vân Vương 4 năm vẫn khỏe như trâu. Chỉ có thể nói chỗ này rất thần kỳ, Long Ngữ San thả Long Hương Nguyệt ra khỏi không gian thần khí. Lăng Hàn lấy nguyên liệu từ trong hắc tháp ra đưa cho ba nữ nhân thiên phượng thần nữ nấu ăn. Chốc lát sau mùi thơm chui vào lỗ mũi làm bọn họ thèm nhễu nước miếng. Đơn giản ăn xong bữa cơm Lăng Hàn, thiên phượng thần nữ vào hắc tháp. Hai cô cháu Long Ngữ San, Long Hương Nguyệt không có nghi ngờ gì, đã đến đẳng cấp thánh nhân thì có không gian thần khí cũng bình thường. Long Ngữ San và Long Hương Nguyệt vào không gian thần khí, nàng muốn tâm sự đàng hoàng với điệt nữ này. Long Ngữ San nói: "Hương Nguyệt, người kia không thể nào thích ngươi, thừa dịp còn sớm chặt đứt nhiệt duyên, miễn cho bị thương quá sâu." Long Hương Nguyệt chu môi, một lúc sau buồn bã nói: "Ta biết, hắn có một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp, không vừa mắt song chi tục phấn như ta cũng bình thường." Nghe Long Hương Nguyệt nói vậy, Long Ngữ San khó chịu bảo: "Dù người kia không thích ngươi cũng đừng tự ti như vậy." với điều kiện của ngươi trên đời này có nam nhân nào mà ngươi không xứng. Long Hương Nguyệt lắc đầu nói, tiểu cô chưa từng thấy qua nữ hoàng kia đâu, thật là phong hoa tuyệt đại, nếu ta là nam nhân cũng sẽ tim đập nhanh vì nàng ấy, không thể so sánh. Long Ngữ San ngạc nhiên, gia nhân tuyệt sắc như bọn họ sẽ thừa nhận võ đạo không bằng người nhưng về nhan sắc thì họ tự tin tuyệt đối, cho rằng trên đời này có người sánh ngang mình nhưng đẹp hơn. Không thể nào, Long Hương Nguyệt hoàn toàn phục nữ hoàng làm Long Ngữ San rất ngạc nhiên, nữ hoàng đẹp đến mức nào mới làm Long Hương Nguyệt cam bái hạ phong. Long Hương Nguyệt đột nhiên nói một câu kinh người, tiểu cô, hay là chúng ta cùng nhau gả cho Lăng Hàn đi. Long ngữ san, nếu một mình thì chúng ta không có ưu thế, nhưng cùng nhau lại khác. Cô cháu hai đóa kiểu hoa, ai không muốn hái. Long Hương Nguyệt càng nói càng to gan, chỉ có làm thế chúng ta mới miễn cưỡng tranh với nữ hoàng được. Lăng Hàn trách mắng, nói nhảm nhí, tiểu cô đừng nói là không có cảm giác gì với hắn. Long Hương Nguyệt bất chấp, thích thì theo đuổi đi bỏ lỡ rồi mới tiếc nuối không lẽ tiểu cô muốn chờ tới già mới hối hận hôm nay không dũng cảm một chút long ngữ san nạt nha đầu chết tiệt đừng nói nữa quá sức hoang đường cô cháu cùng hầu hạ một người tưởng tượng thôi long ngữ san đã nổi giận long hương nguyệt không cãi lại nhưng biểu tình rất cố chấp nàng cho rằng đây là khả năng duy nhất khiến lang hàn hứng thú với mình đường dài rằng giặc chúng ta từ từ tiêu hao đi dù ngươi là liệt nữ thì ra cũng sẽ mài đến khi ngươi thành dâm đáng. Long ngữ san không biết điện nữ đào hố cho mình, nàng nhức đầu là nha đầu kia đã lún sâu đến sắp tẩu hỏa nhập ma. Long ngữ san quyết định phải kéo Long Hương Nguyệt trở về. Hai nữ nhân nhìn nhau, biểu tình kiên quyết, Lang Hàn vượt qua một đêm vui vẻ. Hắn và thiên phượng thần nữ ân ái, không ngừng cố gắng khiến nàng cùng mình làm thêm mấy tư thế mới. Lăng Hàn rào rạt hứng thú, rất muốn cùng thiên phượng thần nữ nghiên cứu nhiều hơn trong hắc tháp, tiếc rằng bọn họ đến đây không phải vì tình trạng ý thiếp nghỉ ngơi một đêm bọn họ tinh thần sáng lán nơi này có linh khí rất đậm dù mới qua một ngày đã tiến bộ rõ ràng tiếp tục lên đường một ngày hai ngày ba ngày bởi vì không bị yêu thú như báo đen đánh lén nên bọn họ không bị chậm lại tốc độ rất nhanh đến ngày thứ bốn nhóm người trông thấy đỉnh núi thấy và leo lên đỉnh là hai chuyện khác nhau khi thấy đỉnh núi thì bọn họ giật nảy mình vì ngọn núi này bị chém ngang từ mặt cắt suy đoán ra còn một khoảng cách rất lớn mới đến đỉnh núi thật sự ngọn núi này nếu còn nguyên vẹn sẽ cao cỡ nào quá kinh người năm người lang hàn lắc đầu bọn họ chưa từng thấy thần giới có ngọn núi nào đạt đến độ cao như vậy đây đúng là dùng một hành tinh lớn luyện thành ngọn núi ý nghĩ này nổi lên bọn họ sửng sốt nước nhau rất có thể bọn họ từ xa cảm ứng được từ đỉnh núi truyền đến huy áp đó là hơi thở mạnh còn hơn thánh nhân chỉ một chút xíu đã khiến thánh thể của họ như bị nghiền nát long hương nguyệt không chịu nổi bị long ngữ san thu vào không gian thần khí leo lên một lúc thì thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân, lòng ngữ san không chịu nổi, đành ngừng lại nhìn theo lăng hàn lên núi. Lăng hàn đi mấy ngàn dặm, bước chân dần chậm lại, đến đây thì hắn không dám có động tác gì quá lớn. Uy áp nơi này quá đáng sợ, một chút gió nhẹ cũng biến thành phong nhẫn có sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Một đao cắt qua, ra lăng hàn rách toạc, may mắn thần tốc của lăng hàn cứng hơn, phong nhẫn chưa đủ sức giết hắn. Bất diệt thiên kinh chuyển động, lăng hàn chữa lành vết thương leo lên núi tiếp. Lăng Hàn là người có tính tò mò rất lớn, hắn quyết tâm lên núi xem cho biết. Đi thêm hơn ngàn dặm Lăng Hàn cất bước khó khăn, bước chân nhẹ nhàng cũng có thể giấy lên phong nhẫn đáng sợ, làm thần cốt của hắn chạm vào sẽ vỡ tan ngay. Đành dừng tại đây, Lăng Hàn ngừng bước lại, ngừng tụ tất cả nguyên lực vào đôi mắt, phát động chân nhị chi nhãn nhìn đỉnh núi. Với cảnh giới hiện tại của Lăng Hàn thật ra chân nhị chi nhãn không có tác dụng gì lớn, nhưng dù sao là một môn thần thông, dùng tốt hơn là không một chút. Chương 1772, người khổng lồ trên đỉnh núi. Phương xa sôi cảnh tượng mơ hồ dần rõ ràng, lờ mờ thấy được cái gì. Lăng Hàn híp mắt, thị lực xuyên thấu uy áp không gian gây tác dụng phụ rất lớn cho hắn, mắt đau nhói như bị mù. Lăng Hàn không bỏ cuộc ngược lại ngưng tụ nhiều nguyên lực vào mắt hơn. Lăng Hàn bỗng quay đầu đi, mắt chảy ra huyết lệ đau nhói. Ư, ừ, Lăng Hàn vội vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh nhiều lần chải vuốt mới cảm thấy mắt dễ chịu chút nhưng hắn cũng đã thấy cảnh tượng trên đỉnh núi dù chỉ một khoảnh khắc chỗ núi đứt đoạn là tảng đá màu đen không mọc cây cỏ gì ngay giữa núi đứt có một người ngồi thân hình vô cùng cao lớn cỡ một vạn trượng toàn thân màu xanh lục như một gốc cây người này rất kỳ lạ nửa người trên là hình người nhưng mọc đôi sừng trâu to lớn từ lồng ngực trở xuống là hình lộc có tứ chi nhưng mình lộc hay mình người đều có các ký hiệu màu xanh toát ra hơi thở sự sống vô tận thế nhưng người đó đã chết chán người đó thủng cái lỗ không lớn chỉ thô cỡ ngón tay nhưng nó hấp dẫn ánh mắt của lăng hàn lăng hàn chỉ liếc sơ một nửa thời gian hắn dành cho việc quan sát vết thương này miệng vết thương có sức hấp dẫn rất lớn làm hắn kiềm lòng không đậu nhìn chằm chằm cái lỗ này lấy mạng người khổng lồ màu xanh thần hồn bị xuyên thủng dù cơ thể còn nguyên vẹn thì sao trên người khổng lồ mình lộc chảy máu màu xanh nó nuôi dưỡng ra thực vật đầy núi có lẽ rừng rậm nguyên sơn mạch được máu tẩm bổ lăng hàn nhớ lại chi tiết cuối cùng mình thấy đỉnh núi không phải không có một gốc thực vật bên cạnh người khổng lồ mình lộc có một thực vật rất thấp bé cao cỡ nửa thước kết ra trái xanh mượt lăng hàn không biết đó là trái gì nhưng chắc chắn có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh này tuyệt đối là tiên dược đáng tiếc không lấy được lăng hàn thở dài thườn thượt thật là rất tàn nhẫn tiên dược ngay trước mắt nhưng đành bất lực lăng hàn không là loại người cầm lên được không bỏ xuống được hắn lập tức xoay người đi xuống núi mục tiêu hàng đầu của lăng hàn bây giờ là tìm đám người nữ hoàng tìm người rồi suy tính làm sao lấy tiên dược. Lăng Hàn quay đi chưa được vài bước thì có cảm giác rất lạ, hắn ngừng lại, cảm giác này biến mất. Lăng Hàn lại đi, một lát sau cảm giác kỳ lạ dâng lên. Lăng Hàn bước nhanh, càng đi xuống uy lực phong nhẫn càng nhỏ khiến hắn thi triển thân pháp không bị phong nhẫn cắt thành mấy mảnh. Lăng Hàn thi triển cực nhanh, tốc độ lên đến cực hạn thần giới sánh bằng sấm sét thiên kiếp, quả nhiên cảm giác kỳ lạ biến mất. Lăng Hàn ngừng lại thầm nghĩ, không lẽ có cái gì đi theo ta? không thì không thể giải thích cảm giác kỳ lạ này được lăng hàn lại cất bước qua một lúc cảm giác đó lại đến nữa lăng hàn vụt ngoái đầu lại nhưng đằng sau không có gì chỉ toàn là cỏ cây um tùm cảm giác kỳ lạ biến mất rất kỳ cục lăng hàn xoay người đi cực chậm một nén nhang sau hắn vụt xoay người thi triển cực nhanh lao ra sau trong khoảnh khắc biểu tình của lăng hàn quái dị vì hắn phát hiện ngọn nguồn làm hắn thấy lạ đúng là lăng hàn bị bám theo nhưng không phải người cũng không phải yêu thú mà là một khúc xương dài hơn một thước trắng tinh dựng đứng như có hai cái chân khi lăng hàn xoay người thì nó còn bày tư thế xoay lại bỏ chạy một khúc xương trắng tinh như ngọc theo dõi hắn lăng hàn đổ mồ hôi lạnh quá hoang đường khúc xương này rất nhân tính hóa còn biết trốn hắn nó thành công trốn nếu lăng hàn không bỗng dưng xoay người thì không thể bắt nó ra được thành tinh lăng hàn lao xuống cách khúc xương khoảng một trượng thì ngừng hắn không ra tay dù đối tượng chỉ là khúc xương lăng hàn vẫn cảm ứng được hơi thở đáng sợ làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ xương cốt cũng đang nhìn hắn lắc thân thể tù từ lún xuống đất giả bộ không bị lăng hàn phát hiện cố gắng chạy trốn lăng hàn cười nói nay ta thấy ngươi rồi lăng hàn không biết dùng thái độ nào khác đối với khúc xương kỳ lạ này xương cốt bật lên như giật mình thân thể nó cong biểu đạt cảm giác giật mình cái này lăng hàn lại chảy mồ hôi lạnh có ai nói cho hắn biết khúc xương này bị gì không lăng hàn hỏi ngươi biết nói không khi hỏi câu này lăng hàn cảm thấy mình bị bệnh không ngờ khúc xương thật sự đáp lại nhưng nó không mở miệng mà truyền thần niệm ngươi biết nói không khúc xương như trẻ sơ sinh bi bô tập nói giọng non nớt lăng hàn hỏi lại ta tên lăng hàn ngươi có tên không khúc xương lặp lại lời lăng hàn nói nhưng chậm hơn nhiều ta tên lăng hàn lăng hàn nhức đầu khúc xương này hình như thông linh khai hóa trí tuệ mới hiểu ra nên không biết nói, chỉ đang tập nói. Lăng Hàn thở dài ngồi xếp bằng dưới đất, khúc xương không nhúc nhích, xem khúc xương đầu cong lại như đang nghiêng đầu, nó cũng muốn ngồi nhưng không có chân để khoanh lại, đành để nửa khúc xương cắm vào đất bùn trông như ngồi. Giống con cún biết bắt trước, Lăng Hàn nói chuyện với nó không có trọng điểm, cho nó tiếp xúc nhiều ngôn ngữ, trông chờ nó nói ra tiếng của riêng mình. Nửa ngày sau khúc xương không bắt trước nữa, nói ra một câu thuộc về mình. U ô ơ ơ, ơ một câu vô nghĩa nhưng hình như khúc xương rất vui, cứ u ô không ngớt. Lăng Hàn hỏi, ngươi bây giờ biết nói chưa? Khúc xương vui vẻ nói, ngươi, bây, giờ, biết, nói, chưa, u ô ơ, mệt, tốn nước miếng. Giờ khúc xương không sợ hắn nữa, cho Lăng Hàn đến gần nó hơn, nhìn kỹ nó. Khúc xương rất không tầm thường, không đơn giản là khai hóa linh trí. Khúc xương trắng tinh tựa ngọc thạch, xem không hề ghê tởm, tựa như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo xinh đẹp nhưng đại sư tạo ra khẩu vị hóa nặng cố ý làm thành hình khúc xương. Bề mặt khúc xương có các ký hiệu cực kỳ phức tạp, Lăng Hàn mới nhìn sơ đã cảm thấy choáng váng, khó lĩnh ngộ còn hơn tiên đạo trận pháp hắn có được. Khúc xương và tiên thi trên núi có gì liên quan? Lăng Hàn xuống núi mới sinh ra cảm giác kỳ lạ, chắc lúc hắn dòm ngó sắc tiên nhân khúc xương mới xuất hiện, có lẽ cảm ứng được ánh mắt của hắn nên đi theo. Người khác không lên được cao như vậy nên không thể kinh động khúc xương này. Khúc xương là một phần của tiên thi. Không biết làm sao thông linh được, hắn thật là thể chất hút Rắc rối." Lang Hàn ngẫm nghĩ, cổ tích của người khác là cổ tích thật sự, vào tay hắn thì hầu như không bình thường. Chương 1773, xương cốt. Lang Hàn lấy đồ ra ăn, chia một chút đưa tới trước mặt Khúc Xương. "Ngươi ăn gì không?" Xương cốt nghiêng đầu nhìn, rất muốn bắt trước Lang Hàn ăn nhưng nó không có miệng, không cắn được. Khúc Xương sốt ruột kêu la rồi lại không biết làm sao, nó giận, chợt bắn ra luồng sáng lục chiếu vào thực vật. Bóc thực vật lập tức hóa thành hư vô, khúc xương vui vẻ kêu lên, tâm tình tốt hơn nhiều. Ư ô -u, u, thật bướng bỉnh, lang hàn ngạc nhiên, ánh sáng lục có uy lực rất mạnh. Không không không, không phải mạnh mà là siêu mạnh, Lăng hàn tự nghĩ hắn phải dốc hết sức ra mới chặn lại được. Khúc xương như vua trẻ con nắm giữ quyền lực vô thượng, hở chút có thể làm thế giới đảo điên, gần như không ai chế ngự được nó. Nhưng nó chỉ là một khúc xương, tại sao có lực lượng như vậy? Làm sao khai hóa ra linh trí? lăng hàn đứng dậy đi xuống núi xương cốt cũng học theo trí tuệ của nó càng lúc càng cao biết rút linh khí thiên địa mọc ra thân thể mình tứ chi đầu rất nhanh biến ra thân xác có máu thịt chỉ không có linh hồn hơi thở hỗn độn bao phủ người khúc xương người bình thường không nhìn ra được nó là gì khiến lăng hàn cầm nín là khúc xương lấy hắn làm bản gốc tạo ra thân thể giống hệt tuy nhiên chỉ giống bề ngoài không bắt trước được hơi thở khúc xương không để bụng nó không phải muốn lẫn lộn thật giả mà chỉ là tâm lý con nít ta muốn giống ngươi. Làm lang hàn bất ngờ là hắn nhìn thoáng qua không thấy thân thể mới của khúc xương có vấn đề gì, phải nhìn thật kỹ mới thấy dư một khúc xương trong cơ thể tức là chân thân của nó. Có thể nói hàng này ngụy trang hoàn mỹ, ngụy trạng khiến khúc xương phát ra hơi thở yếu đi nhiều, cỡ thánh vương sơ kỳ, đó là vì có lớp thịt bao bọc nên tự nhiên suy yếu hơi thở, dù sao là tự nó sinh ra máu với thịt. Vậy cũng tốt, miễn cho hù sợ người. Sương mở miệng nói ô ư, ừ, khúc xương đã có thân xác, có thể nói chuyện làm nó rất vui vẻ, nhưng biểu đạt vẫn cứ là ô ư, ừ, lặp lại lời người ta nói. Lăng hàn cười, lấy quần áo trong hắc tháp ra ném cho nó. Hai, người, xuống núi, chốc lát sau thấy bốn người thiên phượng thần nữ. Ồ, thấy một người khuôn mặt giống hệt hắn đi bên cạnh lăng hàn làm cả đám ngạc nhiên. Chẳng phải ngươi lên núi thăm dò sao, tại sao mang theo một người xuống, bộ dạng giống ngươi như đúc. Lăng hàn đặt tên cho khúc xương đây là tiểu cốt khúc sương ngờ nghịch lặp lại đây là tiểu cốt long hương nguyệt xì cười lăng sư huynh tại sao hắn học vẹt lại sư huynh vậy khúc sương hớn hở bắt trước lăng sư huynh tài tên này tới chọc cười sao bốn người thiên phượng thần nữ biểu tình quái dị người này rốt cuộc là ai tuy tiểu cốt phát ra hơi thở mông lung nhưng ba thánh thiên phượng thần nữ cảm ứng được biết đây là thánh nhân nhưng đường đường là thánh nhân mà bắt trước người ta nói bộ dạng ngây thơ đáng yêu, người không thấy ngượng sao. Lang Hàn cười nói, tính cách của hắn hơi lạ, đúng là kỳ dị, chưa từng thấy thánh nhân giống vậy. Tiểu Cốt lại học nói, vẻ mặt ngu đần, tính, cách, của, hắn, Long Hương Nguyệt bật cười. Thánh nhân này đúng là quái lạ, thánh nhân luôn vinh váo kêu kiệu, chỉ có mấy thánh nhân trẻ tuổi mới lên như Lăng Hàn, thiên phượng thần nữ là dễ nói chuyện chút. Nhưng có dễ tính đến đâu cũng không giống tiểu cốt, còn xem mình là thánh nhân không. Tiểu cốt cũng cười, ha 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 tiểu cốt như bọt biển có gì hấp thu cái nấy học theo đi thôi chúng ta đi đỉnh núi tiếp theo bọn họ đi vòng quanh núi lăng hàn kể cảnh tượng thấy trên đỉnh núi bốn người thiên phượng thần nữ giật mình tiểu cốt thì mặt không biểu tình lăng hàn nói câu nào tiểu cốt lặp lại câu đó chẳng ngại phiền tiểu cốt không phiền nhưng năm người lăng hàn thì có cả ngày có người lặp đi lặp lại lời ngươi đã nghe ngay bên tai không phiền sao được đến ngày thứ bốn thì tiểu cốt không mù quáng bắt trước nữa biết chọn lựa lời đã từng nghe tiểu cốt sẽ không lặp lại nếu có danh từ nó chưa nghe sẽ hào hứng học vẹt lăng hàn không nói lai lịch thật sự của tiểu cốt hắn cảm thấy không cần thiết tuy tiểu cốt có thực lực thánh nhân nhưng trong mắt lăng hàn thì ngây thơ như con nít hắn không muốn để người khác biết chi tiết về nó sinh ra phản ứng khác lạ như thế này rất tốt nhóm lăng hàn đi qua khu vực đã bị nhiều người đi trước nên bọn họ không tìm được thánh dược gì ngược lại thấy vài mảnh áo rách có lẽ võ giả đi vào gặp yêu thú bất hạnh bị ăn mất nơi này có nhiều yêu thú giống báo đen nhưng có quy luật là một đỉnh núi chỉ có một con yêu thú hơn một tháng sau trước mặt bọn họ không còn là dãy núi mà xuất hiện một bình nguyên mênh mông có con sông lớn chảy tiếng nước ầm ầm như lũ đây là một con sông lớn rộng ngàn dặm không thấy dài bao nhiêu nó từ nơi rất xa chảy tới thường dấy lên sóng cao cỡ dặm tình hình rất kinh người giữa sông có sinh vật có cá to mọc sừng dài nhọn có cua mọc sáu chân đuôi chim có rùa nổi lên mặt đất thân hình che trời như có một ngọn núi. Các loài sinh vật cực kỳ mạnh nhưng không rời khỏi khu vực nữa tấn công bọn họ, chúng nó vui vẻ bơi. Sáu người lang hàn không xuống núi khiêu khích đám yêu thú cường đại. Con sông này chảy rất quái lạ, có ký hiệu đại đạo lao nhanh trong đó, nếu lỗ mãng xâm nhập có lẽ sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho bọn họ. Bọn họ đi dọc theo con sông lên trên, theo lối mòn tư duy không ai biết cuối con sông có cái gì nên nhóm nữ hoàng có lẽ đi tìm phần nguồn. Đi một chuyến qua 10 ngày, bình nguyên xảy ra biến đổi vi diệu, thực vật đa dạng hơn, xuất hiện động vật, có mạnh có yếu. Nhưng dù là mạnh hay yếu đều không khai hóa trí tuệ, hung ác vô cùng. Dần dần phát hiện dược thảo ở đây, nhưng phẩm cấp không quá cao. Có linh hải, phá hư, sơn hà, tinh thần cảnh. Từ hàng hà cảnh thì thưa dần, không có thánh cấp. Tiểu Cốt chưa thấy những động vật này, nếu gặp sẽ bắt lại ôm, chơi chán thì thả đi. Đôi khi Tiểu Cốt ôm con trâu con voi to hơn mình gấp 10 lần, hình ảnh rất buồn cười. Lại qua 3 ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện một khu đất trống đen như mực, đất trống cỡ một dặm, từ xa tỏa mùi tanh hôi làm người ngửi choáng váng mặt mày. Chính giữa đất trống có một miếng thịt nát, đen thui, không nhìn kỹ sẽ không thấy nó. Miếng thịt thiêu là nguồn gốc mùi hôi, chương 1774, tử nhân cô. lang Hàn sửng sốt, kinh kêu, đó là, tử nhân cô, miếng thịt thiêu đó không phải thịt thiêu thật sự mà là thánh dược, Tên là tử nhân cô. Nghe nói sau khi thánh vương chết từ trong cơ thể sinh ra một gốc thánh dược như vậy. Nhưng thánh nhân đại biểu ý chí thiên địa, sau khi chết cũng nên hồn về thiên địa, sinh ra gốc thánh dược từ thân thể sẽ bị thiên địa khinh rẻ. Nên tử nhân cô cực độ, nếu thánh vương trực tiếp dùng cũng chết ngay. Cái này tương đương với thu một thánh vương vào cơ thể, nó không phá phách mới kỳ. Nhưng nguyễn luyện hóa độc tính trong tử nhân cô thì đây là dược to lớn khoáng thế, số 1 số 2 trong thánh dược. Thần dược từ thập thất giai đến nhị thập giai gọi là thánh dược, lúc trước Lăng Hàn toàn có dược tiểu thánh thập nhất giai. Tử nhân cô là dược lớn thánh vương, trong đó chưa ý chí võ đạo lúc thánh vương còn sống, có giá trị tham khảo rất cao với thánh vương. Nhưng rất khó hái dược lớn này, rất độc, trong phạm vi cỡ giảm không ngọc một cọng cỏ, khỏi phải đoán, thánh vương đến gần cũng sẽ bị độc tính xâm nhập thân thể, dính rắc rối to. Tử nhân cô bị thiên địa căm hận, có mang nguyền rủa, thánh vương rất kiêng kỵ không phải ngươi là đỉnh Thánh Vương thì có thể nghiền áp tất cả. Nhưng Thánh Vương đã chết đi đâu rồi? Tử nhân cô sinh ra từ xác Thánh Vương, hấp thu hết tinh hoa của Thánh Vương mới mọc lớn, vậy nơi này nên có khung xương của Thánh Vương mới đúng. Năm người lang hàn khó hiểu nhìn nhau, tiểu cốt không để bụng, nó chỉ thấy tò mò với thứ mới lạ, xác chết thì nó đã thấy rất nhiều năm. Bọn họ không quan tâm tử nhân cô mọc như thế nào, dù từ trên trời rớt xuống cũng không sao, quan trọng là làm sao hái được làm sao hái gốc thánh vương dược này đây? Vô tướng thánh nhân vỗ trưởng, nguyên lực ngưng tụ thành một bàn tay to chộp tử nhân cô. Nhưng trong lúc bàn tay to thò ra bị khói đen bốc lên không ngừng xâm thực, chưa bắt được tử nhân cô đã mục nát. Bị phản phệ, vô tướng thánh nhân khẽ rên giơ tay phải lên, bàn tay đen thui, phù văn kỳ lạ chấp lóe Khói đen lan tràn ra nguyên bàn tay gã. Vô tướng thánh nhân vội vàng vận công ngăn cản, nhưng vô ích, gã nhanh chóng quyết định, một bàn tay khác hóa đao chặt cánh tay phải của mình phập, máu phun tung tóe, tay phải bị chặt cụt từ khuỷu tay. Cánh tay rớt xuống, chưa chạm đất đã hóa thành cho bụi. Độc tính quá độc, tử nhân cô, kỳ độc, vô tướng thánh nhân dù gì là tiểu thánh, nhưng chỉ vươn nguyên lực vào khu vực tử nhân cô sinh trưởng, còn chưa đụng đến gốc thánh dược đã rơi vào phản vệ khủng bố như vậy. Nếu tay chạm vào sẽ ra sao? Cơ thể sẽ nát thành thịt vụn trăng. Gốc tử nhân cô này tương đương với một vị thánh vương không chủ động tấn công, tiểu thánh muốn hái được đúng là nằm mơ. Vô tướng thánh nhân vội vàng lấy đan dược ra nuốt xuống, tự chặt đứt một tay tổn thương rất lớn cho vô tướng thánh nhân, tuy tay cụt lại mọc ra nhưng hao chút lực lượng căn nguyên, đã bị thương đến gốc. Vô tướng thánh nhân lắc đầu nói, không thể nào lấy được, chỉ dính chút xíu hơi thở tử nhân cô đã làm một tiểu thánh buộc phải tự cụt tay tự bảo vệ mình, nếu thật sự tiếp xúc thì không có cơ hội sống. Thiên phượng thần nữ, lòng ngữ san lắc đầu, thật khiến người tuyệt vọng. Cũng đúng, nơi tử nhân cô sinh trưởng bắt mắt như thế, nếu dễ bị hái thì còn phần cho bọn họ sao? Trước đó có nhiều thánh nhân tiến vào, rất có thể có cả nhóm thánh vương các cấm địa. Thánh vương cũng không hái được chứ nói gì bọn họ. Lăng Hàn vắt óc suy nghĩ, nếu hắn thi triển cực nhanh hái tử nhân cô, tốc độ mau đến không thể tả, thời gian tiếp xúc chất độc của tử nhân cô cực ngắn rồi hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh dâng lên lực phòng ngự cao vô tận thì sao? Quan trọng là lực phòng ngự và phòng độc tính là hai chuyện khác nhau. Lăng Hàn hỏi tiểu tháp, tiểu tháp, ta có thể phòng được kịch độc không? Tuy thánh vương dược vô cùng quý giá nhưng sao bằng mạng sống của mình? Tiểu tháp khịt mũi, tiểu bối vô tri, độc cũng là một phần của quy tắc thiên địa. Bất diệt thiên kinh có thể ngự vạn pháp thiên hạ, kịch độc bình thường có là gì? Mở, tiểu tháp chưa nói hết câu lăng hàn đã lao ra ngoài. Vèo, lăng hàn hóa thành luồng sáng, đám người thiên phượng thần nữ chưa kịp phản ứng hắn đã bay cái vèo đến khu trung tâm chất độc bứt lấy tử nhân cô, ném vào hắc tháp rồi thân thể vụt qua xuất hiện ở đầu bên kia vùng đất độc bất diệt thiên kinh vận chuyển, người lăng hàn tỏa ánh sáng vàng, các ký hiệu đại đạo nổi lên diệu động thiên địa. Lăng hàn ung dung vòng về khu vực chất độc, bình yên vô sự. Long ngữ san chỉ vào lăng hàn lắp bắp, ngươi, 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 Long ngữ san không thể tưởng tượng sao lăng hàn dễ dàng hái gốc tử nhân cô được. Lăng hàn nhoẻn miệng cười, đi thôi, xem thử nơi khác có thánh dược giống vậy không. Lăng hàn không nói câu khác, bên dưới tử nhân cô có một miếng thịt nhỏ, là thịt thật sự của sinh linh nào đó, rất nhỏ, nhỏ còn hơn móng tay. Là miếng thịt này sinh ra tử nhân cô, nên biết dù là thánh vương chưa chắc sinh ra tử nhân cô được, chẳng những yêu cầu thánh vương khi còn sống cực kỳ mạnh còn phải bị người chém chết, khí huyết còn đó. Nếu thánh vương già nua mục nát thì không có đủ tinh huyết uẩn dục tử nhân cô. Hơn nữa một thánh vương chỉ sinh ra được một gốc tử nhân cô, khi tử nhân cô sinh trưởng thì xác thánh vương chỉ còn một đống xương khô, không thể sinh ra tử nhân cô thứ hai có thể thấy để nuôi ra tử nhân cô khó khăn cỡ nào nhưng bây giờ thì sao một miếng thịt nhỏ bằng móng tay sinh ra một gốc tử nhân cô lang hàn cảm giác trong khối thịt ẩn chứa năng lượng kinh người tuyệt đối dư sức sinh ra mấy gốc tử nhân cô nữa đây tuyệt đối không phải là máu thịt rớt xuống từ người thánh vương lang hàn thầm nghĩ máu thịt trên người tiên nhân có lẽ năm đó xảy ra đại chiến một vị tiên nhân bị chém thương máu bay ra có một miếng rớt xuống nơi này sinh ra tử nhân cô chỉ có máu thịt của tiên nhân mới cường đại như vậy, một xíu thịt đã dưỡng dục ra một gốc tử nhân cô, sau này còn có thể dưỡng ra gốc thứ hai." Thiên Phượng thần nữ lo lắng hỏi dồn, "Ngươi có sao không?" Lăng Hàn cười lắc đầu nói, "Không sao." Tiểu Cốt ở một bên nghiêng đầu xem, "Cái này vui lắm sao?" Tiểu Cốt không quan tâm ai, nối bước nhanh vào khu vực có độc. Chương 1775: Hái thánh vương dược. Tuy tử nhân cô đã bị hái nhưng độc tính chỗ này chưa tan ngay khói đen liền quấn quanh người tiểu cốt như các sợi xích chuyển động long hương nguyệt thiên phượng thần nữ kinh kêu tiểu cốt vì bề ngoài của tiểu cốt giống hệt lang hàn nên hai nàng rất có hảo cảm với nó tiểu cốt ung dung đi bộ như thể đây không phải khu vực có độc mà là vườn hoa nhà nó mặc kệ độc tính làm sao dâng lên tiểu cốt cũng không quan tâm cái này đừng nói nhóm thiên phượng thần nữ lang hàn cũng rất giật mình lang hàn biết rõ sự thần kỳ của tiểu cốt hơn người khác nhưng hắn tuyệt đối không ngờ nó ghê gớm đến mức đó Lăng Hàn chợt cứng người nhìn sang bên trái. A, à, veo, ba bóng người bay tới, là ba người trẻ tuổi, ai nấy cao to, mặc quần áo rất lạ, nói là che người chẳng bằng bảo là trang sức. Đầu đội mũ bện bằng lông chim, lông dựng cao cao dài cỡ ba tháng. Lăng Hàn thấy ba người này thì lộ biểu tình ngạc nhiên, vì hơi thở cực kỳ mạnh nhưng yếu hơn hắn nhiều vậy mà hắn không thể đoán tu vi của họ. Ba người mặc quần áo hở da hở thịt nên thấy rõ làn da có các hoa văn màu đen, hơi giống ma văn của minh giới nhưng nếu xem kỹ thì khác hẳn. Lúc trước Lăng Hàn sẽ cảm thấy hơi thở của võ giả minh giới là tà ác, bị quy tắc thiên địa bài xích. Nhưng khi Lăng Hàn tu luyện quy tắc minh giới mới biết hai thứ không khác gì nhau về bản chất. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, đây là một vòng tuần hoàn sinh sôi không dứt. Nhưng hoa văn đen trên thân thể ba người cho Lăng Hàn cảm giác khác hẳn. Một thanh niên mở miệng nói, sao báu vật ra, người trẻ tuổi nói với tiểu cốt đang đi bộ trong khu vực có độc. Bọn họ sớm biết chỗ này có tử nhân cô, không thấy thánh dược, chỉ có một người đi trong khu vực thì tất nhiên là nó hái nấm rồi. Ngữ điệu của người trẻ tuổi rất kỳ lạ, vốn không thể nghe hiểu, nhưng gã thả thần thức ra vượt qua chướng ngại ngôn ngữ. Tiểu cốt học vẹt, dao, báu, vật, da, tiểu cốt rất có hứng thú với danh từ mới, cũng hứng thú với người chưa từng gặp. Ba người trẻ tuổi nổi giận, ngươi dám nhái giọng ta, thanh niên lúc trước nói chuyện lập tức chộp hướng tiểu cốt đám người từ ngoài đến các ngươi không nếm mùi sẽ không biết cái gì gọi là đau khổ. Ong 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 ong, hoa văn đen trên người thanh niên tỏa sáng, tay phun ra các sợi tơ màu đen bện thành tấm lưới. Lăng Hàn lộ biểu tình kinh sợ, Lăng Hàn không nhìn ra tu vi của ba người trẻ tuổi này, nhưng đối phương vừa ra tay hắn liền đoán được sức chiến đấu. Không phải tu vi mà là sức chiến đấu, vì người này tu công pháp cực kỳ lạ, không giống như truyền thống, không thể dùng tinh thần cảnh, sáng thế cảnh phỏng đoán chỉ có thể nói sức chiến đấu của thanh niên cỡ hằng hà cảnh. Giống như người trẻ tuổi khai sáng ra hệ thống tu luyện hoàn toàn khác. Cái này hơi bị oách, sáng tạo công pháp tuy khó nhưng thiên tài đỉnh cao có thể làm được. Thế nhưng khai sáng ra một hệ thống tu luyện là bắt đầu từ số 0, từ không tới có, sáng tạo hoàn toàn mới. Đương nhiên Lăng Hàn không cho rằng người trẻ tuổi này có năng lực nghịch thiên như thế, đó là tiền bối của gã sáng tạo ra hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, gã chỉ tu luyện theo trong mảnh đất cổ không biết phủ bụi bao nhiêu năm xuất hiện một đám võ giả hệ thống tu luyện khác nhau. Nghe bốn chữ, người từ ngoài đến, là biết ba người này là dân nội địa, sức chiến đấu của họ sánh bằng hàng hà cảnh đại cực vị đến đại viên mãn, tức là hệ thống tu luyện đã hoàn thiện, chắc chắn có trưởng bối đẳng cấp thánh nhân. Tuy sáng tạo hệ thống tu luyện mới rất ghê gớm nhưng cuối cùng vẫn phải nói bằng thực lực. Sức chiến đấu đẳng cấp hàng hà cảnh làm sao ngang bằng thánh nhân. Huống chi lăng hàn còn không mò rõ thực lực của tiểu cốt, chỉ biết nó cực kỳ mạnh, làm hắn e ngại không đánh lại bùm công kích của người trẻ tuổi đánh trúng cơ thể tiểu cốt không phải vì thanh niên rất mạnh nên đánh trúng mục tiêu mà vì khúc xương không định né không ngăn cản cách suy nghĩ của tiểu cốt hoàn toàn khác với người bình thường vẻ mặt tiểu cốt kỳ lạ u ô ư ý là tại sao đánh ta nhất là loại công kích gãi ngứa này người trẻ tuổi sửng sốt gã không ngờ tiểu cốt mạnh như vậy một kích của gã hoàn toàn vô hiệu người trẻ tuổi không kinh hoàng ngạo nghễ nói đừng ép ta mời gia tộc lão, nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết. Giao bảo dược ra, hai người trẻ tuổi khác dùng khuỷu tay cho thanh niên, ra hiệu gã nhìn ba mỹ nhân tuyệt sắc thiên phượng thần nữ, lòng ngữ san, lòng hương nguyệt. Người trẻ tuổi kia dường như là thủ lĩnh, gã liếc mắt qua, tim đập nhanh. Ba nữ nhân đẹp tuyệt trần, đẹp không thể tả, tuy thanh niên tu luyện hệ thống khác nhưng thẩm mỹ không có gì khác biệt. Người trẻ tuổi bổ sung thêm, còn ba nữ nhân này cũng phải về tộc của chúng ta lăng hàn cười nhạt ba người này đầu bị lừa đá sao ba tiểu nhân vật sức chiến đấu hằng hà cảnh dám mơ ước thánh nhân lăng hàn ngẫm nghĩ nói vậy cùng đi tộc các ngươi xem sao người trẻ tuổi thủ lĩnh ngạo nghễ liếc lăng hàn khinh thường nói ngươi có tư cách gì lăng hàn vươn tay khí thế dao động bốp 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 ba người trẻ tuổi quỳ xuống người ướt đẫm mồ hôi lạnh cảm giác trái tim sắp nổ tung dẫn đường đi lăng hàn lạnh nhạt nói còn la to là ta giết người dẫn đường chỉ cần một người là đủ. Ba người kia run rẩy cảm nhận được sát ý đáng sợ từ giọng nói của Lăng Hàn, bọn họ gật đầu liên liệu. Ba người đi trước dẫn đường, trong bụng thì cười nhạt. Giờ cho các ngươi cuồng, chờ vào tộc rồi cao thủ nhảy ra sẽ là giờ chết của các ngươi. Lăng Hàn thấy hết biểu tình của bọn họ, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Với thực lực hiện tại của Lăng Hàn gặp đỉnh Thánh Vương còn không ngán, nguyên cổ giới không tìm thấy cường giả nào có thể nghiền áp hắn được. Dọc đường đi Lăng Hàn hỏi thăm tình huống nơi này, ba người bị uy áp của hắn không dám khai láo. Bọn họ tự xưng là viên tộc, cư ngụ tại vùng này, đời đời đều như vậy, đã qua hơn ngàn ức năm, lâu đến nỗi thần thiết ghi chép lịch sử mục nát, không thể ngược dòng. Có rất nhiều tộc quần giống viên tộc, đều giải rác gần sông lớn, càng gần thượng nguồn thì bộ là càng mạnh, viên tộc yếu nhất. Tuy bọn họ yếu nhất nhưng không quá kém, tộc trưởng là đỉnh thánh vương, tộc lão là thánh vương bình thường. Mỗi tộc có ít nhất năm cường giả giống vậy, bộ tộc ở tiết trên thượng nguồn có bao nhiêu thánh vương thì không biết nhưng viên tộc được 5 người. Trình tộc gần viên tộc cũng có 5 thánh vương, chương 1776, viên tộc, tại sao sinh sống gần sông, không phải vì sinh tồn mà để tu luyện, bọn họ từ nhỏ dùng nước trong sông lớn, khiến tốc độ tu luyện của bọn họ tăng vọt, chỉ 10 vạn năm ngắn ngủi đã bước vào thánh cảnh, nói ra hù chết người. Người ở bên ngoài vất vả khổ cực tu luyện mấy ức năm có lẽ thất bại trong gang tấc, gục ngã trước hằng hà cảnh đại viên mãn tại đây miễn uống nước sông rồi tu luyện thì thành tựu thánh vị dễ như chơi nhưng nước chỉ thích hợp bọn họ người từ ngoài đến từng uống nước sông kết quả nổ banh xác tại chỗ cái này không liên quan đến tu vi vì trẻ con mới sinh ra tại đây cũng có thiên nhân cảnh phá hư cảnh có thể dễ dàng uống nước sông xem ra cần phối hợp hệ thống tu luyện đặc biệt của bọn họ càng lên thượng nguồn thì tinh hoa đại đạo ẩn chứa trong nước sông càng nhiều nên các bộ tộc hay đánh nhau ai cũng hy vọng mình sẽ được lên nơi cao hơn để bộ tộc của mình càng mạnh nói một hồi đoàn người đến viên tộc đây là một bộ lạc nguyên thủy to lớn lớn muốn chết nhưng không xây dựng thành thị mà dựng lều san sát nhau không giới hạn một số dùng cây cối dựng phòng ở hết sức đơn giản rất nhiều người cỡ trăm vạn ăn mặc kỳ lạ giống ba người trẻ tuổi này toàn thân đầy hoa văn màu đen trừ bọn họ ra còn thấy những người từ ngoài đến đi trong nơi này như cắm lá cờ bắt mắt xem ra nơi này là điểm dừng chân đầu tiên của người từ ngoài đến đột nhiên ba người trẻ tuổi la lớn dân bản xứ xung quanh bao vây lại toát ra định ý đáng sợ một nam nhân trung niên chen ra khỏi đám đông hơi thở cực kỳ mạnh theo kinh nghiệm của lăng hàn đoán người này đến thánh vị nhưng chỉ cỡ tiểu thánh thánh nhân tại đây không đáng tiền đi đâu cũng có thánh cấp đây xem như ảnh thu nhỏ của tiên vực còn là tiên vực đã bị cắt lìa đẩy vào kẽ nứt cổ giới vậy mà vẫn đầy dẫy thánh nhân nếu đến tiên vực chắc thánh nhân nhiều như chó cảm giác ưu việt làm thánh nhân của vô tướng thánh nhân lòng ngữ sàn bị đánh tan nát. Nam nhân trung niên lạnh lùng nói, thả người ra, tiểu cốt thấy nhiều người mới mẻ nên học vẹt theo. Thả người ra, nam nhân trung niên liếc tiểu cốt lộ nét bực bội nhưng không để bụng, tiếp tục bảo. Vào viên tộc của ta còn dám hoanh hoang, tiểu cốt lặp lại, vào, viên, tộc, bà nội nó, nam nhân trung niên tức giận quát, muốn chết, nam nhân trung niên vỗ trưởng đánh vào tiểu cốt, tiểu cốt không tránh né mặc cho trưởng vỗ trúng, người phát ra mấy tiếng trầm đục biểu tình tiểu cốt quái lạ u ô ư sao người ở nơi này quái lạ vậy cứ thích chào hỏi kiểu này nam nhân trung niên hoảng sợ tuy gã chưa dốc hết sức vào một kích đó nhưng bị hóa giải dễ dàng vậy vẫn làm gã không tin được mặt xanh mét nam nhân trung niên thụt lùi mấy bước kéo rộng khoảng cách với tiểu cốt bắt đầu vận chuyển công pháp ong 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 người tiểu cốt lại hiện ra vầng sáng màu đen đếm sơ có 9 cái 8 vầng sáng đầu thì đen thui cái thứ chín màu hơi nhạt đây là bày ra cảnh giới hệ thống tu luyện của bọn họ, một vòng đen là một cảnh giới, chín vòng khá mạnh, tương đương với sáng thế cảnh. Vòng đen màu đậm nhạt đại biểu tiểu cực vị, trung cực vị, tiền kỳ, hậu kỳ, đỉnh vân vân. Đây là quá trình biến đổi hoàn chỉnh, lúc trước Lăng Hàn đã hỏi ba người trẻ tuổi nên biết rồi, không phải bí mật lớn gì. Nếu hắn ép hỏi về công pháp tu luyện có lẽ ba người sẽ đánh trả mãnh liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiểu cốt không quan tâm, nó nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, quay đầu nhìn lại nam nhân trung niên, lộ vẻ mặt chán ghét. Ô ô ư, nó lộ ra sát ý, lăng hàn ngạc nhiên, tuy tiểu cốt rất kỳ lạ, thích bắt trước nhưng hắn thấy nó chỉ là một đứa bé ngây thơ. Giờ tiểu cốt lộ sát ý làm lăng hàn giật mình, tiểu cốt cũng từng là người của thế giới này, được rồi, ít nhất là một phần thân thể của người thế giới này, tại sao nó lộ ra địch ý mãnh liệt với nam nhân trung niên. Tiểu cốt phát ra tiếng giống tức giận, ô U ư, -u -u, mắt tiểu cốt bắn ra luồng sáng màu lục tia sáng đánh vào người nam nhân trung niên, đánh đối phương nát bấy. Tiểu thánh thì sao, không chịu nổi một kích trước mặt tiểu cốt. Người xung quanh giật mình rồi hét chói tai, xoay người bỏ chạy. Tiểu cốt gãi đầu, vẻ mặt hoang mang. Ô ư, ừ, sao mới rồi nó tức giận nhỉ? Có một số người từ ngoài đến lộ vẻ bất mãn với sáu người lăng hàn. Các người gây hỏa, nơi này linh khí đầy đủ, sản vật phì nhiêu, chúng ta khó khăn lắm mới hiệp nghị với bọn họ cho phép ở lại đây tu luyện, trao đổi vật tự nhưng các ngươi giết người nơi này, chẳng khác nào hại chúng ta. Bọn họ la ó chỉ trích, biết viên tộc sẽ trừng trị sáu người Lăng Hàn nên bọn họ không sợ sáu người, không thì ai dám láo trước mặt thánh nhân. Lăng Hàn nhướng mày nói, các ngươi có cách xử sự của mình, chúng ta có cách của chúng ta, có tư cách gì ngang ngược chỉ trích chúng ta. Nghĩ tình cùng là võ giả thần giới nên ta không định so đo với các ngươi, còn lại nhảy nữa sẽ cho các ngươi ăn trái đắng. Đám người này không dám hó hé nữa, Tóm lại trong sáu người lăng hàn có thánh nhân, bọn họ không dám trêu vào. Có mấy người rủa thầm, vinh váo cái gì, chờ chút nữa sẽ thành người chết. Tiếc cho ba cô nương kia, ai nấy đẹp kinh người tiếc rằng hoặc chết hoặc bị kẻ dã man dày xéo. Lăng hàn thấy hết, sát ý nổi lên chỉ một cái. Bốp, 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 có mấy kẻ mặt lộ vẻ đáng khinh bị nổ đầu chết. Bà nội nó, tưởng hắn là người lương thiện người kiếp, sẽ không khai sát giới sao. Đám người run cầm cập, chợt nhớ đến uy nghiêm của thánh nhân. Đây là tồn tại cường đại nhất thần giới, đại biểu cho ý chí thiên địa, sao có thể khinh nhờn. Vù 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 vù, lúc này sâu trong bộ lạc có mấy bóng người bay ra, hơi thở cực kỳ mạnh như có thể chấn phá không trời, chắc chắn là đẳng cấp thánh vương. Vì hệ thống tu luyện khác biệt nên Lăng Hàn không thể đoán chính xác mấy người kia cụ thể đến đẳng cấp gì. Một lão nhân nói, chấn giết hết, lão nhân đội mũ lông chim dài ba trượt, cực kỳ sặc sỡ. Nhìn mũ là biết địa vị của mỗi người, trang sức lông chim càng dài chứng minh địa vị càng cao. Bốn người bên cạnh lão nhân cung kính nói, tuân lệnh tứ tộc lão, bọn họ nhảy ra bao vây sáu người lăng hàn lại, chương 1777, một hệ thống tu luyện khác. Long ngữ san vội thu long hương nguyệt vào trong không gian thần khí. Nếu đại chiến bùng nổ sẽ là chiến đấu đẳng cấp thánh nhân, long hương nguyệt bị vạ lây sẽ khó giữ được mạng sống. Ong 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 ong, bốn người dốc hết sức vận chuyển công pháp, người bọn họ hiện ra vòng đen, đều là chín vòng. Màu đen của vòng thứ 9 đậm hơn nam nhân trung niên nhiều. So sánh thì bốn người này chắc đều là đại thánh. Tiểu cốt lại trở nên đầy sát khí, biểu tình tức giận hét to. Ô ư ư, mắt tiểu cốt phát sáng. Bùm 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 bùm. Một luồng sáng xanh xẹt qua, tiểu cốt quay đầu, ánh sáng xanh quét qua bốn cường giả đại thánh cấp. Nhưng lần này bốn cường giả không chết, chỉ bị ánh sáng lục cắt đứt thành hai khúc, còn có thể khó khăn ghép lại được. Tứ tộc lão lộ vẻ hoảng sợ, thực lực như vậy làm lão đứng tim. Tứ tộc lão sừng sốt sau đó kinh kêu, ánh sáng lục, ánh sáng lục, ngươi, ngươi là diệt thế giả trong truyền thuyết. Lão nhân biểu tình kích động chỉ vào tiểu cốt, tiểu cốt bắt đầu nhái giọng ánh, sáng, lục, ánh, sáng, lục, ngươi, ngươi, người nơi này miễn không vận chuyển công pháp đó hiện ra vầng sáng màu đen thì tiểu cốt biểu hiện rất biểu tình. Tứ tộc lão hú dài, chốc lát sau có bốn cường giả lao ra. Ba cường giả mặc trang phục giống tứ tộc lão, người cuối cùng đội mũ lông chim dài bốn trượng đấy là tộc trưởng của viên tộc, tam tộc lão cười to bảo, lão tứ, ngươi không xử được đám chó đất từ ngoài đến sao. Giọng tam tộc lão ồm ồm như chuông đồng, có mâu thuẫn với tứ tộc lão nên lúc này bắt lấy cơ hội trêu chọc. Tứ tộc lão biểu tình nghiêm nghị chỉ vào tiểu cốt nói. Hắn có thể kích phát ánh sáng lục, ánh sáng lục diệt thế trong truyền thuyết. Cái gì, bốn cường giả giật mình biến sắc mặt, thuở xưa tương truyền một ngày nào đó sẽ có một người sử dụng ánh sáng lục xuất hiện phá diệt tất cả tiểu cốt còn đang nghiêm trang học vẹt. Lão, tứ, ngươi, tiểu cốt tự hỏi tự đáp. Hắn, có, thể, kích, tiểu cốt nói chuyện càng lúc càng trơn tru, thêm vài ngày thì sẽ không ngắc ngứ nữa. Năm người biểu tình trang nghiêm giơ tay lên trời, giết, ong 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 ong, lực lượng của vô số người trong bộ tộc với cách quỷ dị tuôn vào cơ thể năm người. Đó là thực lực quốc gia, hoặc ít ra là cùng loại. Người họ hiện ra chín vòng sáng đen, đen như mực. Tiểu cốt nhái lại, Giết, câu này rất ứng cảnh, vì khi tiểu cốt thấy vòng đen của đám người này thì nó cũng lộ ra sát ý mạnh mẽ. Tiểu cốt có mang đến tai nạn hủy diệt cho chỗ này không thì Lăng Hàn không thể khẳng định, nhưng hắn dám chắc một điều là tiểu cốt và người nơi này tuyệt đối là thế như nước với lửa. Nói chính xác hơn là tràn ngập đối địch với hệ thống tu luyện. Tiểu cốt chủ động lao lên, mắt bắn ra tia sáng lục, ánh sáng màu lục tràn ngập đôi tay nó, sức sống rào rạt nhưng tràn đầy sức phá hoại. Nếu bị tiểu cốt đụng một chút thì thánh vương sẽ tiêu đời nhưng năm cường giả rút lực lượng bộ tộc, có thể xem như một loại thực lực quốc gia khác, có lực lượng như vậy gia cố thì vòng đen trên người bọn họ chướng lớn một vòng. Năm người lao lên kịch chiến với tiểu cốt, giết, bốn người lăng hàn không được bọn họ xem trọng, vì cho rằng bốn người yếu hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ cần giải quyết tiểu cốt rồi từ từ giải quyết những kẻ từ ngoài đến này sau. Tiểu cốt rất mạnh, sức chiến đấu mạnh hơn đỉnh thánh vương bình thường rất nhiều, có thể nói là trùm trong thánh vương. Nhưng tiểu cốt đối diện năm thánh vương, còn là thánh vương rút đi thực lực quốc gia. Năm người này quá cường đại, đặc biệt là tộc trưởng viên tộc, gã vốn là đỉnh thánh vương có sức chiến đấu khủng bố cộng thêm thực lực quốc gia thêm vào, đột phá cực hạn thánh vương, mạnh kinh người. Tiểu cốt không sợ hãi kịch chiến với năm người, tiểu cốt chịu thiệt ở chỗ nó chỉ là một khúc xương, thân thể cưỡng ép ngưng tụ tinh hoa vật chất thiên địa hình thành nhưng không phải chân thật, nó bị ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng tiểu cốt vẫn rất mạnh, ánh sáng xanh kích phát, sức phá hoại kinh người làm năm cường giả hết sức kiêng rè. Năm cường giả Vây công làm Tiểu Cốt rơi vào thế yếu, hết cách, bởi vì đối thủ của nó quá mạnh, tùy tiện một người đều có sức chiến đấu đỉnh Thánh Vương, người mạnh nhất thì nhảy ra khỏi đẳng cấp này. Lăng Hàn nói với ba người Thiên Phượng thần nữ, các người lùi lại đi. Lăng Hàn hú dài lao vào chiến đoàn, hắn muốn giúp Tiểu Cốt một tay. Tứ tộc lão lạnh lùng cười vỗ trưởng vào Lăng Hàn, không biết lượng sức, thiểm kích, Lăng Hàn tăng tốc độ, veo, trong khoảnh khắc này tốc độ của Lăng Hàn đến cực hạn cổ giới. Tứ tộc lão hoàn toàn không ngờ, vì không đề phòng nên Lăng Hàn đã lao tới gần ngay trước mặt, một đấm rực cháy cửu thiên hỏa đánh vào đầu lão. Cực nhanh như vậy ai không đề phòng đều sẽ trúng chiêu. Nhưng Thánh Vương dù gì là Thánh Vương, huống chi đang có sức chiến đấu đỉnh cao. Trong tình huống này tứ tộc lão phun ra ngụm tinh khí, cưỡng ép khiến nửa người trên nhanh chóng ngửa ra sau né thoát cú đấm của Lăng Hàn. Tứ tộc lão đá chân vào ngực Lăng Hàn ngăn hắn áp sát. Có thể nói trong trạng thái này phản ứng của tứ tộc lão rất hợp lý. Lăng Hàn hừ một tiếng, nắm tay đập xuống đầu gối của tứ tộc lão. Bùm, tứ tộc lão gào thét, văng ra ngoài, lão bị nổ một chân. Sức phá hoại của cửu thiên hỏa đáng sợ biết bao, lửa dọc theo đầu gối lan lên trên, muốn đốt nguyên người lão. Tứ tộc lão nhanh chóng quyết định chặt tay vào phần thân dưới của mình tách đôi ra, làm như vậy tuy lão bị tổn hại nặng nhưng thoát chết. Bốn cường giả khác kinh kêu, lão tứ, tứ tộc lão mặt trắng bệch nói, không sao, thật ra tứ tộc lão bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, Chặt đứt nửa khúc thân thể, mất đi nhiều tinh huyết, dù lão là Thánh Vương cũng cần nuôi nhiều năm mới phục hồi lại. Tứ tộc lão Thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép mọc ra hai chân, không thì trong chiến đấu đẳng cấp như vậy lão sẽ bị động. Tứ tộc lão nhắc nhở, cẩn thận tốc độ của hắn và ngọn lửa, bốn cường giả khác gật đầu, cực nhanh đúng là đáng sợ, bọn họ cũng không cách nào bắt giữ dấu vết, phải tập trung tinh lực 120% phòng ngự. Sức sát thương của ngọn lửa kia quá khủng bố, buộc người ta phải chặt đứt mình chương 1778 kẻ hủy diệt. Năm cường giả nhắc nhở nhau, đừng xem hắn là cường giả cửu hoàn bình thường, tiểu cốt cực kỳ lạnh lùng, sát khí tràn ngập, lão luyện như một sát khí kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tiểu cốt chỉ có một mục tiêu, đó là trừ khử năm cường địch này. Chiến đấu tiếp tục, bởi vì năm cường giả đã cảnh giác nên cực nhanh của Lăng Hàn không đem lại hiệu quả bất ngờ nữa, nhưng hắn vẫn gây rắc rối lớn cho bọn họ. Năm người phải hết sức cảnh giác, nếu Lăng Hàn đột nhiên lao lên thì có thể một kích chí mạng. Lăng Hàn dâng trào tất cả sức chiến đấu, phát động sát trận, đây là vốn liếng để hắn ngay mặt đối kháng với năm cường giả. Nói đến sức phá hoại thì lạn Mộc kiếm hơn một bậc, Lăng Hàn thi triển đại thần thông bất động minh vương kim thân, sáu cánh tay cùng vung lên cùng lúc thi triển nhiều môn tiên thuật. Tiên ma kiếm và lạn Mộc kiếm chém ra, kiếm quang cuốn động như rồng, cực kỳ đáng sợ. Phương xa, Long ngữ sàn trợn mắt há hốc mồm nói. Thì ra, hắn mạnh như vậy, long ngữ san biết lăng hàn rất mạnh rất yêu nghiệt nhưng nàng không bao giờ ngờ người trẻ tuổi lúc trước tu vi bị nàng áp chế giờ tới sau mà vượt lên trước trở thành trung thánh sức chiến đấu khiến nàng chỉ có thể ngước nhìn đầu óc long ngữ san bối rối chợt nhớ đến đề nghị hoang đường của long hương nguyệt mặt nàng đỏ hồng thiên phượng thần nữ thì vẻ mặt kiêu ngạo đây là nam nhân của nàng thiên phượng thần nữ liếc thấy bộ dạng xấu hổ thẹn thùng của long ngữ san nàng biết bóng dáng lăng hàn để lại trong lòng đối phương khiến nàng nổi lên cảnh giác Người đã vào hậu viện Lăng Gia thì không tính, nhưng Thiên Phượng thần nữ tuyệt đối không đồng ý có người mới tham gia. Lăng Hàn tiểu cốt liên hợp kịch chiến với năm cường giả. Với Lăng Hàn thì trận chiến này đột nhiên vốn có thể tránh né nhưng giờ đã đánh nhau thì hắn không do dự nữa, dốc hết sức ra muốn trấn áp năm cường giả. Giữa bọn họ và tiểu cốt chỉ có một bên tồn tại, nước lửa khó hòa, vậy thì lựa chọn của Lăng Hàn rất đơn giản. Giết, kinh nghiệm chiến đấu của tiểu cốt gần như là bản năng, càng đánh nhau nó càng quen tay không bản năng vận dụng những kỹ năng nữa mà chủ động. Cách này tối đa chỉ tăng thêm 20% thực lực cho tiểu cốt, nhưng trong chiến đấu kịch liệt như vậy cho phép tranh lệch 10, 20% sức chiến đấu sao. Phe Lăng Hàn tạm thời chiếm ưu thế, tộc trưởng viên tộc truyền âm thần thức cho bốn tộc lão. Nguy rồi, truyền thuyết là thật sự, lục quang chi tử mang đến hủy diệt. Chúng ta mau đi trình tộc cầu cứu, nhị tộc lão do dự nói. Nhưng bọn họ và chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, không biết chiến đấu đã bao nhiêu năm, vô số tộc nhân của hai bên đã chết. Trước sự tồn vong của cả thế giới thì những thù hận này có là gì? Tộc trưởng viên tộc kiên quyết nói, không chỉ trình tộc, nguyên tộc, kim tộc, lỗ tộc, tất cả tộc quần phải đoàn kết lại cùng nhau tiêu diệt mối họa này. Năm cường giả đồng ý, thế là họ lùi ra, cứ chiến đấu tiếp bọn họ sẽ chết. Lăng Hàn đã đoán trước, chạy được sao, Lăng Hàn mở ra cửu thiên hỏa thành cái cũi lớn. Năm cường giả vừa kinh vừa giận, hỏng rồi, đánh lâu bọn họ sớm biết sự đáng sợ của cửu thiên hỏa không dám để lửa dính vào người đó là họa sát thân nhưng dùng chiêu này cũng cực kỳ nguy hiểm với lăng hàn vì hắn thả cửu thiên hỏa ra là thiếu một vũ khí lớn uy hiếp năm cường giả đẩy mình ra đằng trước hứng công kích quả nhiên năm cường giả ánh mắt lạnh băng nhìn lăng hàn chằm chằm giết tiểu tử này bọn họ sâu sắc cảm nhận được nguy hiểm mạng sống nên bất chấp mọi giá muốn tiêu diệt lăng hàn lúc trước bọn họ không nương tay nhưng chủ yếu là tấn công tiểu cốt chỉ đề phòng Lăng Hàn chủ yếu là phòng ngự. Lang Hàn chịu áp lực lớn, sức chiến đấu của năm đỉnh Thánh Vương có một người sắp nhảy ra khỏi đẳng cấp này, mỗi khi gặp đến trời long đất lở có thể phá hủy hành tinh lớn. hết cách, Lang Hàn muốn bắt chọn ổ năm cường giả thì phải liều mạng đánh trả. Tiểu Cốt gầm giống, nó ngây thơ đơn thuần, Lăng Hàn là người đầu tiên nó gặp được, đối xử rất tốt với nó, khiến nó bất giác ỷ lại hắn. năm người này vốn là đối địch trong số phận của nó giờ còn muốn giết Lăng Hàn, điều này chọc giận Tiểu Cốt. Tiểu Cốt nổi khùng người phát sáng, vù 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 vù, Tiểu Cốt lấy ra binh khí, là một khúc xương, khúc xương là bản thể của Tiểu Cốt, nó cầm bản thể như cây gậy gõ đập. Đừng thấy xương không dài nhưng vung một cái ánh sáng xanh hóa thành kiếm hồng, sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải xương của Thánh Vương, ít nhất là đẳng cấp chảm trần. Bình thường bảo khí cấp chảm trần cũng vô dụng, vì cảnh giới không đủ, người cầm tiên vương khí cũng không cách nào phát huy. Nhưng tiểu cốt thì khác, vũ khí này là nó hình thành, người cầm là khôi lỗi. Tiên cốt phát huy, thử hỏi thần giới này mấy ai chặn lại được. Không làm năm cường giả tuyệt vọng là ánh sáng lục tuy cứng rắn nhưng người điều khiển thì không mạnh, bọn họ có thể nhẹ nhàng trốn tránh. Nhưng lang hàn bắt đầu kéo lưới, cửu thiên hỏa hình thành cũi bắt đầu teo nhỏ lại đè ép năm cường giả. Năm cường giả giống to. Đáng ghét, nếu lưới lửa siết chặt thì bọn họ sẽ bị luyện hóa, không gian biến nhỏ khiến họ khó né thoát công kích của tiểu cốt hơn. Tộc trưởng viên tộc hét to một tiếng, huyết hải đại pháp, người tộc trưởng viên tộc nổ tung thành mưa máu, gã không chết, mỗi giọt máu xuyên qua khe hở lưới lửa rồi ngưng tụ thành hình người, biến ra bản thể. Bốn tộc lão cũng bắt trước, hóa thành mưa máu thoát khốn. Người đã chạy thoát nhưng ai nấy mặt không chút máu, vòng đen trên người mờ nhạt nhiều, hình như họ phải trả giá rất đắt. Sao có thể như vậy? Các tộc lão buộc phải dùng huyết hải địa pháp, đây là kỹ năng giữ mạng, không đến bất đắc dĩ tuyệt đối không sử dụng. Những người từ ngoài đến làm sao có thể mạnh vậy được? Đẩy các tộc lão vào đường cùng, tất cả người viên tộc đứng bên dưới hét lên, mấy năm nay bọn họ thấy rất nhiều người từ ngoài đến, ai đều cục đuôi biết chuyện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có hai kẻ xứ ngoài dồn ép tộc lão chật vật đến mức này. Tộc trưởng viên tộc hét to một tiếng, "Đi, bọn họ không đánh lại hai người lang hàn nên đi kiếm trợ thủ." Lăng Hàn thi triển điện thiểm, ai chạy hắn liền chặn lại người đó. chương 1779, phỏng đoán, Lăng Hàn phát hiện đám dân bản xứ tu luyện tốc độ rất nhanh, sức chiến đấu cũng mạnh nhưng thuật pháp rất nghèo nàn, như thể bọn họ chỉ biết một môn công pháp. Theo cảnh giới tăng cao, bọn họ vận dụng pháp sơ sài đến tội. Ví dụ Lăng Hàn nắm giữ bao nhiêu tiên thuật, cực dạ chi ám, phi long tàn ảnh thủ, tuế nguyệt thiên thu, các pháp môn đều có uy lực lớn. Cường giả viên tộc không có cái nào hết, chỉ có huyết hải đại Pháp còn là dùng để giữ mạng Nếu đối phương học được tiên Pháp thì sức chiến đấu càng lên một bậc Nhưng bọn họ tu luyện công Pháp là hệ thống khác Có vận dụng tiên Pháp được không còn là dấu chấm hỏi Vì vận dụng tiên Pháp cần có điều kiện là công Pháp Như người từ nhỏ luyện thương Pháp Đưa cho người thanh đao thì làm sao phát huy ra uy lực của thương Pháp đây May mắn bọn họ không biết dùng Không thì kết quả hiện tại đã trái ngược Đến lượt nhóm lang hàn tìm cách trốn Tim lang hàn rớt cái bịch Chỉ có Pháp không có thuật mà sức chiến đấu của năm người đã mạnh như thế điều này nói lên cái gì hệ thống tu luyện này rất khủng bố không cần thuật chỉ cần học pháp căn bản đã có thể bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố đây là chi nhánh của thế lực nào đó trong tiên vực sao không đúng chưa từng nghe tiên vực có hệ thống tu luyện nào khác tuyệt đối là việc lớn thậm chí đảo điên hai loại hệ thống tu luyện có ưu điểm khuyết điểm cái yếu bị đào thải cái mạnh thay thế nếu hệ thống tu luyện này ghê gớm vậy tiên vực nên dùng nó mới đúng. Vậy trên thánh nhân không phải gọi là chảm trần, có lẽ là cường giả thập hoàn. Dù chưa biết thời đại xảy ra sao động lớn trong tiên vực nhưng tuyệt đối không lâu cỡ ngàn ức năm, tức là góc tiên vực này sớm bị chém rất xuống vùi trong khe hở không gian cổ giới chứ không phải do sao động lớn năm đó. Khoan, có khi nào vì bóp chết hệ thống tu luyện này nên mới chôn vùi thiên địa này không? Nhưng có thể sáng tạo ra hệ thống tu luyện như vậy thì người sáng lập tất nhiên là tồn tại cực kỳ cường đại, sẽ bị vây khốn dễ dàng thế sao lăng hàn không nghĩ ra có lẽ sâu trong bí cảnh này có đáp án có lẽ chờ khi hắn vào tiên vực điều tra lịch sử mới tìm ra manh mối ghép ra sự thật lăng hàn vừa suy nghĩ nhưng ra tay không chậm chút nào hắn chặn đường năm cường giả rồi thi triển cử thiên hỏa nhốt bọn họ lại dù bọn họ thi triển huyết hải đại pháp chạy đi cũng vô dụng chẳng qua chết muộn chút năm cường giả gầm giống nhưng không van xin giống như tiểu cốt bẩm sinh hận bọn họ năm cường giả xem nó là kẻ thù không đội trời chung. Vậy chỉ có một chữ, chiến, lăng hàn và tiểu cốt liên hợp, năm cường giả không tránh khỏi số phận bị chết. Không có thiên địa bi thương, không có mưa máu lất phất, tựa như chó mèo gì đó chết. Đây là vì ở trong bí cảnh, hay vì hệ thống tu luyện này không được thiên địa công nhận nên thiên địa sẽ không rung động vì chết một cường giả sức chiến đấu cấp thánh nhân. Lòng lăng hàn tràn đầy tò mò, lăng hàn là một người có lòng tò mò rất lớn, huống chi chuyện này rất đáng suy ngẫm có lẽ ẩn náu bí mật lớn động trời. Sau khi tiểu cốt phát huy thì trở nên ngớ ngẩn, mặt ngờ nghịch, khiến người không tin được nó là một trong tồn tại mạnh nhất thiên hạ đương thời. Lăng Hàn không đại khai sát giới, không thể bởi vì công pháp tu luyện khác nhau của ai đó mà phán bọn họ tử hình, nhưng hắn không chút khách sáo hốt hết đồ trong viên tộc. Đám người lúc trước nhiều chuyện nói đúng, sản vật của bộ tộc này thật là phong phú. Tuy không có thánh dược nhưng rất nhiều thần dược đẳng cấp hàng hà cảnh, còn có nhiều thần thiết, Lăng Hàn tìm được ba khối thánh cấp Toàn bộ tộc hoảng sợ, sợ đám người Lang Hàn diệt tộc. Lang Hàn liên tục lên tiếng mấy lần mới khiến người viên tộc yên lòng. Lang Hàn lấy được công pháp tu hành của bộ tộc này, xem kỹ quả nhiên là hệ thống tu luyện khác biệt. Nơi này tuy rằng linh khí đầy đủ vô cùng, nhưng với dân bản xứ thì không có ích gì, vì nguồn lực lượng của bọn họ không phải nguyên lực từ linh khí chuyển hóa ra mà là con sông lớn kia. Trong nước sông có vật chất thần kỳ có thể cung cấp lực lượng cho bọn họ, về quy tắc cũng vậy, chỉ có trong nước sông, hoàn toàn khác với mảnh thiên địa này từ mặt nào đó thì đám người này ở trong thế giới khác. Xem ra phải đi đến nguồn con sông lớn xem thử, nơi này cũng có đan đạo, lăng hàn xem thử. Nếu luyện chế những đan dược này ra không có chút ích lợi gì cho người cổ giới, thậm chí hại bọn họ bị thương nặng vì không cách nào tăng cường nguyên lực, nó chuyển hóa thành lực lượng khác tên là hỗn lực. Lăng Hàn muốn hỏi tiểu cốt nhưng nó chỉ biết nhái giọng hoặc ú ớ, không thể cung cấp manh mối gì. Lăng Hàn ở trong hắc tháp luyện hóa tử nhân cô, tẩy đi lực lượng ăn mòn trong đó chỉ còn lại vật chất có ích lăng hàn vốn định chia sẻ với thiên phượng thần nữ nhưng nàng nhất quyết hắn dùng một mình được rồi thiên phượng thần nữ nói thế này miễn người bước vào đại thánh là có thể mang chúng ta cùng vào tiên vực trong tiên vực có hàng đống thánh dược nên ta không cần gấp lăng hàn gật đầu nàng nói có lý lăng hàn hay nữ hoàng vũ hoàng miễn ai đến đại thánh vị là có thể mở cánh cửa tiên vực ra dùng không gian thần khí mang theo nhiều người vào tiên vực đương nhiên tốt nhất là lăng hàn trở thành đại thánh trước vì hắn yêu nghiệt sau khi bước vào đại thánh sẽ có thể vào thiên kiếp lần nữa kiếm dịch lôi kiếp. Trừ lăng hàn ra không ai có thể dùng thứ này trong sáng thế cảnh, nhưng sau khi bước vào tiên cấp rồi uống dịch lôi kiếp là được. Tuy lôi hệ quy tắc trong cổ giới không bằng tiên vực nhưng cùng căn cùng nguyên, chẳng qua đẳng cấp nó hơi thấp, thuộc loại cơ sở. Nhưng nắm giữ cơ sở rồi tham khảo quy tắc lôi hệ của tiên vực là sẽ từ từ tiến bộ. Lăng hàn dùng tử nhân cô, thứ này trông ghê tởm, ăn cũng rất tởm dù đã tẩy hết vật chất có hại nhưng vẫn nồng mùi tanh không có chút mùi thơm ngát mà thánh dược nên có lăng hàn không nhai mà trực tiếp nuốt nguyên thánh dược hắn vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa dược lực một lát sau năng lượng khổng lồ dâng trào trong cơ thể lăng hàn hắn vội dẫn đường dược lực sinh ra nhiều ngôi sao hơn trong ngân hà đan điền một mặt khác vô số quy tắc hiện ra trong thức hải của lăng hàn sặc sỡ muôn màu không thể bắt giữ đó là vì gốc tử nhân cô này không phải sinh ra từ xác thánh vương mà là tồn tại cường đại hơn người đó lĩnh ngộ quy tắc quá cao lăng hàn không thể nghiệm được